Sao em? Nhìn kia kìa. Sao? Ôi, ok, anh sẽ chở em vô đất liền đó. Đi. À, chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở một bãi biển Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận các bạn ơi. Mình đang chuyển qua người kéo lưới. Nặng dữ vậy. Để em phụ. Em phụ yeah. Ủa mà hai đứa đâu đây? À tham gia hết ăn tập 3 anh ơi. Hương tham gia hết ăn tập 3 hả? Yes. Rồi còn bạn này là ai Hương? Này hả? Đây là cộng sự của em. Xin trịnh trọng tuyên bố và thông báo với anh luôn. Đây là Hánh An tập 3. Quán quân luôn á anh. Chưa chơi biết quán quân rồi anh. Ủa là tên gì em? Dạ xin tự giới thiệu, em là Thế Bằng. Hiện tại em đang là một TikTok creator, cũng là một diễn viên. Rất là vui mừng khi được tham gia vào tập này của mọi người. Và wow, xin được gặt hết cho mấy xin hát luôn nha mọi người. À, chưa chơi luôn mà là gọi là quán quân luôn hả? Quán quân là chiến thắng á hả? Yeah. Ơi, quán quân nó chỉ là một cái tên thôi, còn chức vị nó mới là duy nhất. Hợp lý là hả? Ủa rồi mấy cái đội kia đâu? Hương thấy không Hương? À, em thấy đội toàn nó đang tắm nắng trong kia kìa anh. Tắm nắng hả? Ừ, nó thấy nắng đẹp quá mới giờ nãy nằm rồi. Nắng này tắm nắng. Ôi anh làm gì đây vậy? Ủa? Anh Lâm kìa, vô. Ê quay cua hoàng đế, quay cua hoàng đế, nè nè nè. Dữ luôn. Trời ơi, con này chắc phải là 6 món á Hoàng ơi. Và đây tụi mình đã tập hợp được 6 đội của Hánh Ăn tập 3 rồi nha các bạn. Khá là đông luôn, quay hết không nữa. Và đầu tiên thì mình sẽ đi từ phía bên những đội mà có tiềm năng hô tước nha. Đầu tiên là đội của Toàn và bạn này là khách mời của em mới bắt được ở đâu em? À em đang đi trên bãi biển, cái em bắt anh này đi ăn luôn à. Ờ, có giới thiệu gì không? Đó, đây là anh Bảy của em, anh Bảy Nghĩa. Chào tất cả anh em. Gì chứ, trùm gì chứ? Chùm hánh ăn. Ủa chơi, có chơi hánh thử hánh ăn uống bao giờ chưa? Chưa. À tốt rồi, chùm hánh ăn. Rồi đội mình có biệt danh hay là cái khẩu hiệu gì không? Có chứ anh, đội em đội máy nghiền hết cái đội còn lại anh ơi. Là người ta ăn kìa, người ta mình vô mình nghiền đội người ta hả? Rồi tiếp theo là đội của bé Hương nè. Yeah, mình là Hương Lê nha mấy bạn, huấn luyện viên online. Hồi nãy là mình đang đi bơi ở biển buổi sáng cho khỏe người á, mình lụm được anh này. Xin mời giới thiệu. Xin chào mọi người, mình là Thế Bằng. Ủa vậy hả? Nãy mình giới thiệu rồi đó, nãy mình giới thiệu rồi, bây giờ là mình giới thiệu lại cái tên nha mọi người nhớ thôi. Ok. Đội mình có khẩu hiệu? Có chứ anh. Đội em là quyết tâm là gặt hết tất cả khách mời ở đây, nên đặt tên là Quảng Quân. Yeah. Ủa tụi nó máy gạt, bên kia máy nghiền, tụi đây máy gạt chứ. Không, bên này quản quân rồi, không có cần máy gì hết trơn á. Yes. Rồi bé Uyên. Dạ. Lần đầu tiên được tham gia thử hết ăn uống này thì em bắt được bạn nào đây? Em bắt được phiên bản khác của anh Ân Vlog là anh Phương Nam Phim. Hello mọi người, mình là Phương Nam. Rất vui vì hôm nay đã được tham gia cùng thử thách tìm ra thánh ăn cùng anh Lâm Vlog. Đội mình? Đội mình là đội Sera. Ra là hai chơi tao ra né tao ra trừ mấy anh cam xe ra không ai lấy rồi nữa. Đội này nghe xa cách quá ta. Rồi tiếp tục là đội Hồng là ok, mình là Hào Sữa, còn đây là đồng đội của mình Hoàng Tốc Độ. Hoàng Tốc Độ có ý nghĩa gì trong tên đó không? Là mình nhanh nhẹn hay gì không ạ? Dạ Hoàng Tốc Độ là chậm nhai mà mạnh nuốt anh. Ủa vậy thì là hoàng mạnh chứ sao lại hoàng tốc độ? Tốc độ chậm. Dạ. Hoàng tốc độ chậm. Dạ. Oh my god, giờ biệt danh đội mình tên là cái gì ta? À tụi em chính là đội trưởng đội chống thiêu. Ừ.
chống hiêu anh. Tên của em là tên là đội chống hiêu. Đúng rồi. Yeah. Tưởng là đội trưởng đội chống hiêu thì tên hơi dài là anh cắt ra còn đội trưởng thôi. Chống hiêu anh ơi. Rồi tiếp theo là anh Đại Dương. Em là Đại và đây là người đồng đội của em. Em là Dương. Tên đội của em là Tý. Đây là Tí Hương hả? Cái này là em mời là kiểu là cũng thắng khá là nhiều khách ăn uống trên mạng rồi anh. Khá là chiến luôn á. Mày này hay là giếp luôn hả? Giếp chiến lắm. Mình có thử khách mà ăn nhiều nhất của mình là ăn gì? Em ăn bún bò. Tô bún bò không lo. Dạ. Là nó bự cỡ nào? Cỡ 3,5 kg. Ôi chà chà. Thôi được rồi, Tí Hương lắm. Tốt. Oh my god. Rồi tiếp theo là ăn Quỳnh Boy. Ăn Quỳnh Boy và đây là đồng đội của em được mời trên TikTok. Dạ, em là bé Mai ạ, đến từ team Mặt Phút. Và đội của em có tên gọi là Ăn Mai. Ăn dấu ớ và mai là mai ngắn, đúng phải mai dài đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ ăn mà ăn dấu á mai dài nữa là ăn mai thiệt luôn á. Nhưng mà đến đây thì nhận tiền thưởng là thiệt cho mọi người. Rồi cuối cùng đội của mình. Đội mình là đội phá mồi. Là mình đi theo mình hướng dẫn mọi người ăn rồi dưới đây ăn phụ thôi nha bạn. Đội này là chủ yếu là hướng dẫn đi du lịch thôi. Và 6 đội này là được mấy thằng cu nhà mình tiễn 6 bạn khách mời ở trên mạng hay đó, không cần biết tiễn đâu cũng được, lụm ngoài biển hay là lụm trên TikTok gì đều được hết nha bạn. Và tụi mình sẽ làm một clip hôm nay chính là đi tìm khả năng Việt Nam tập 3 nha bạn. Và tập này tụi mình sẽ chơi ở là Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến điểm ăn đầu tiên các bạn ơi. Rồi hiện tại tụi mình đang ở một quán bánh căng, một đặc sản của Phan Thiết Bình Thuận nha bạn. Chúng ta cùng vào xem là đổ bánh căng là như thế nào mọi người ơi. Là cô sẽ đổ bột lên, sau đó bỏ trứng vào. Wow. Cái đậy cái nắp lại. Khá là dễ làm. Này mình làm thử được không cô? Dạ được. Cho làm thử luôn nha các bạn. Em làm bánh căn bao giờ chưa các? Dạ em chưa ạ. Vậy là chuẩn bị là trải nghiệm với anh luôn nè. Nhưng mà em muốn ăn. chờ chút mà. Là cái này nó chính là mình khụi đó đúng không chị? Chờ chút xíu, tại vì cái này đầu tiên á. Là cái này mình canh vợ hay là mình cảm ứng? Không, khi mình dỡ ra thời gian á. Khi mình dỡ ra mình thấy cái dòng bánh nó sẽ bông như vậy. Nó bông dành lên như là nó chín, bắt đầu là nó chín rồi đấy. Là mình khụi ra thôi. Đó là mình khụi. Mình khụi từ từ. Đi bàn tay vô cho chuyên nghiệp anh. Đúng rồi. Đi bàn tay vô. Đó. Là có cặp được nó đóng không? Để một tay cậy, một tay mình dính. Wow. Khó lắm quý vị ạ, nó không có ra. Khi mà đó đúng không? Cậy từ từ. Khi mình cậy mình đi thế này. Mình một tay mình cậy nghiêng nghề đó. Có người khác rồi. Wow. Nếu mà mình mà cứ cậy chu về nó xem ra. Tiếp tới cái này những cái dính ra mình sẽ cậy trước. Đó, mình sẽ xay. Nó nóng lắm quý vị nóng ơi. Nóng lắm đúng, nóng lắm. Nó không phải ngó như vậy nhưng mà rất nóng. Dù gì cũng từ từ chứ có thành công. Oh my god. Nè anh cho em trải nghiệm luôn nè, tưởng dễ hả? Coi chừng nóng nha. Đây tiếp cái này. Cái đầu này ha. Cái đầu này. Em cái này nó sẽ từ từ. Đó, mình xoáy vòng tròn theo. Mình cái đi xét vô các bác. Từ từ. Nóng. Cái này xa dạ, mình dạ. khó cậy hơn. Đây cái này. Cái này nó chưa bông. Hồi nãy là cái kia là dở thôi. Đó. Đi xem mạnh xuống. Cái này nó chưa có chín nên nó bị không, chín rồi, do mình cậy được. Mình phải cậy sát cái tay đi theo cái tay theo lòng khuôn thế này nè. Mình cậy là mình đè cái tay xuống cái lòng khuôn. Dạ. Đó, nó cứ lên nhẹ nhàng. Hiểu rồi, cho em lại lần nữa. Hiểu rồi. Nè, nhìn nè, nãy là chưa học được nghề nè. Đó, phải mạnh lên, dùng lực lên. Mình dùng lực nhưng mà mình phải đè sát cái lòng khuôn. Nó sẽ tróc cái này. Nếu mình không biết là mình cậy nó sẽ rất khó. Tôi là khó quá. Bánh căn này chúng ta sẽ ăn kèm với lại xíu mại, trứng luộc, rồi nước sốt nè bạn. Có cá nữa là cái nào ta? Dạ cá. Cá này là cá gì chị? Dạ, cá ngừ. Cá ngừ này mình kho mặn hay là kho ngọt ngọt luôn? Mặn ngọt ngọt. Anh ơi em hẹn quá. Để anh là lấy dĩa vô anh em mình ăn thử nha. Dạ, em có sốt ra luôn nha. Ok luôn. Wow. Tự lý, nhanh tự lý. Đến rồi.
Đầu tiên thì mình sẽ khai vị bằng cái món là bánh căng nha các bạn. Nãy mình đổ nè, hai cái này là mình với Cát đổ nè. Này cái này em đổ đúng không? Dạ. Ờ, nên để em ăn đi. Sao? Đúng, đúng. Nó mềm. Nó không ngán nha. Mình nghĩ là mình sẽ ăn được 10 cặp. Em ăn được 10 cặp hả? Dạ, em vô tham gia luôn. Anh thử này nha. Tới anh, ăn cái của anh nha. Dạ. Chấp vô. Hả? Không, không. Thật lắm thì em ăn được 2 hả? Em ăn có nửa cái à. Ngon quá, ngon quá. Nãy mà trước mại rồi, anh ăn cá kho thử nha. Dạ. Lần trước mại ăn nghe làm sao? À nãy mà có một cục trước mại hết rồi. Em quên mất luôn rồi. Ngon quá, em quên mất luôn. À đây. Nó ngon, vừa ăn mà hay ăn được. Nói chung là mình cảm nhận là nóng và nó sẽ bột bột, ngọt ngọt mặn mặn của sốt được các kiểu. Mình không phải chuyên gia thật nhưng mà cảm thấy là ăn món này là ổn nha bạn. Nice. Ổn áp nha, chứ mày ổn đầy bìa nha. Rồi ok, trợ lý dẹp mấy món này ra chúng ta. Và chúng ta đến với cái vòng gửi xe nha bạn. Có 6 đội chơi và mỗi đội có 5 cặp bánh căn. 5 cặp đồng nghĩa với việc là có là 6 cái. Bảy cặp là 2 cặp là 10 cái. À lộn lộn. 5 cặp có nghĩa là 10 cái các bạn, tức là 2 cái nó ghép lại vậy nè, đó là gọi là cặp, cặp là đôi á. Đó là được là 10 cái. Một chén cá và một chén trứng và xíu mại. Mỗi người sẽ có một phần y nhau như vậy hết. Và đặc biệt là nếu như ai mà ăn được 10 cặp trong vòng 10 phút hoàn thành đầu tiên luôn thì sẽ được ngay là một cái ngôi sao may mắn nha bạn. Ngôi sao may mắn này để chút nữa thì nào ai được thì mình sẽ nói cách sử dụng. Và do vòng này là vòng gửi xe á bạn, nhưng mà vẫn có tính thêm cấp 4 cho nó nữa. Tức là trong vòng 10 phút đội nào hoàn thành được 5 cặp sẽ được 5 sợi. Còn nếu như hoàn thành được 10 cặp sẽ được 1 triệu để có lộ phí đi vòng vòng chơi nha các bạn. Và vòng này chỉ là vòng khởi động, vòng 1 nha các bạn. Tụi mình sẽ chơi 6 vòng. Vòng này là không có loại, nhưng mà bắt đầu từ vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5 thì cứ sẽ có loại người. Và người cuối cùng còn trụ lại chơi tới vòng cuối cùng sẽ thắng, có giải thưởng là 20 triệu nha các bạn. Ví dụ như là Hào với lại bạn Quang Speed. Quang Speed đi, ăn chậm nhưng mà lại chiến thắng đi thì sẽ được 20 triệu, và quay xe buýt lụm hết 20 triệu cho anh Hào 1 triệu, 500 ngàn gì cũng được. Tại vì người chơi người ta ăn người ta thắng, còn em chỉ là người hỗ trợ thôi. Rồi tính ra là mình mời luôn á. Mình mời luôn thôi. Vậy 2 triệu, 2 triệu thôi. Nếu em thắng em cho Hào nhiêu? 5 triệu anh. 5 triệu luôn. Nước mắt rồi các bạn. 2 tỷ anh ơi. Em đề nghị tìm một bạn nữa Phan Thiết liền, nghe mà luôn. Là bé Mai và hắn là ăn được 2 sợi. Tốt. Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok chưa? Rồi, để đi. Lấy ra chữ đi. Rồi ok nha, chịu góng dài nha. Ăn là mình sẽ ăn hết topping thôi chứ không cần hút nước ha. Rồi, chuẩn bị nè. 10 phút nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Tôi đã quay cận cảnh luôn. Đúng rồi, mình đi nghiệp viên từng người luôn. Đừng nhìn bằng ơi, ăn đi bạn. Đừng có nhìn bằng ơi. Anh mình ơi, chị cổn quá nè. Anh ơi, mà ăn hết rồi kìa. Mất 20 giây rồi mấy ông ơi. Ông đang thấy gì vậy? Ông nuốt không à. Chưa, phải tính le lưỡi, tính le lưỡi nha. Ăn xong hết le lưỡi ra chừng nào mình duyệt mới được nha. Đúng rồi, mình tập trung mình ăn mặt ơi. Được anh ơi, mình giữ chừng sức, chừng sức, chừng sức. Từ từ tới mấy đi rồi. Anh thấy bé Mai nè, bé Mai sắp được rồi nè. Le lưỡi mới tính nha. Rồi, 5 sợi. Bị phêu, bị phêu. Trời ơi. Đồng đội của tôi. Ăn còn nhanh hơn cả tôi nữa. Le lưỡi mới tính nha. Rồi, bị phêu. Nhanh quá. Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Làm gì anh? Chưa. Le lưỡi mới tính chưa? Le lưỡi mà ăn kem hả? À, anh le lưỡi hả? Đúng rồi. Không được. Không cần đâu anh, mình 5 cặp mà mình được anh đi. Chưa chứ le lưỡi mà, tính là lưỡi chứ. Rồi, đó, bị phiêu. Em lo cho team em quá nè. Anh đi đâu chơi nửa tiếng sau anh quay lại. Em ơi. Rồi sao may mắn. Rồi sao may mắn. Cho xin.
Rồi vậy là bé Mai là người đầu tiên hoàn thành 10 cặp, được coi sao may mắn nha em. Quá tuyệt vời. Chúc mừng bạn đã hoàn thành 10 cặp và bạn sẽ nhận được tôi. À, lại đây. Ủa là mình này là chuẩn bị ra chứ. À còn chén cá nữa, còn chén cá nữa. Rồi ra luôn cá ơi, ra luôn cá. Mình thấy một cái là mình giá là 1 triệu hả? Ăn đi, nếu mà ăn được thì 1 triệu. Ủa? Trong vòng 10 phút được 1 triệu. À, em không biết lại ngưng. Ủa còn ăn 5 cặp thì vẫn qua đúng không anh? Đúng, đúng rồi. À, nếu anh không muốn ăn thì thôi. Mọi người đã bỏ qua anh bằng của chúng tôi. Anh bằng chúng tôi sắp xong rồi. Sao mọi người vội vàng quá vậy? Ăn từ từ thôi chứ. Kiểu gì cũng gặp quán quân à. Cũng 10 phút lên mà. Anh ăn tôi chiêu rồi. Anh em của tôi chiêu quá nè. Mình biết ăn không lại. Xong rồi kìa. Anh em ơi xong rồi. Xong rồi hả? Rồi à, cặp Minh Hào được 1 triệu nhưng mà không được coi sao may mắn nha em. Chỉ có một người được coi sao may mắn thôi. Vậy là hoàn thành. Tặng mình nữa không? Ăn nữa không? Ok, nữa. Một cặp nữa. Không. Tiếp mình ơi. Chén cá, chén cá. Rồi ok. Mình ra không thịt chứ. Trời ơi, đâu ra bên kia có hai con quái vật nữa vậy. Trời ơi, ăn lẹ dữ. Bé Mai ăn đi với cái cách mà hồi còn trẻ mình ăn bạn. Chứ giờ mình già mình ăn hết nổi. Anh này gây tốt hết rồi. Ủa, nhà làm được 5 triệu đúng không? Chưa nè nè, cameraman quay cái kéo này giờ mới coi. Còn tóc pin tóc mỡ nè em. Anh Bằng ơi. Mình ăn tự tốn quá nhưng mà mình đừng tốn thời gian ha. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ ăn tóc mỡ. Vì mỡ em ghét nhất mỡ trần đời. Ngon lắm nha mọi người ơi. Trời ơi, đồng đội của anh Nhân nhịn chiến kìa. Xứng đáng được hạng 6. Người ta gọi là từ tốn mà mọi người, từ tốn. Rồi em hết tóc mỡ rồi. Hết rồi nha. Cái này là anh miễn cưỡng cho em qua vòng thôi. Rồi, tiếp không? Không ăn dạ không. Thôi thôi, đưa lên đi. Đưa lên đi. Không, không, không. Nét rồi, xong rồi. Anh nhiêu đây em đủ sống rồi, em sống qua vòng tiếp theo được rồi. Ở đây là... xong rồi nè anh. Rồi, ok, 1 triệu luôn. Ngon nha, 10 điểm. Rồi tiếp theo là Nam hả? Dạ. Nữa không em, nữa không? Nữa luôn. Còn tới 6 thôi, phút. Thôi được. Chơi không ạ? Không. Muốn người viên không chơi chơi với em, bạn muốn chơi lắm, em ăn có 50 tấn. À cái này là phối hợp nè, này là phối hợp là hay nè. Được á, hiểu á. Rồi ok, chúng ta đến với à, 7 nghĩa là mình được là 10 cặp 1 triệu luôn. Ok, hoàn thành. Mình thấy là mới vòng đầu mà mọi người bạo sức mấy bạn. Cái kiểu này là đội mình là gặt gala chắc rồi. Ăn con dễ à, chiều này quất thêm mấy tôm hùm nữa win à. Game dễ. Ủa là ăn nữa hả? Dạ không, 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 không ý đâu. Không có chơi vậy, không có nhỏ ngầu rồi. Rồi sau 5 phút thì mọi người đã xong hết nha bạn. Đầu tiên là đội em tên gì yêu Yến? Dạ Sera. Sera, vô quay mới được với em. Chỉ hoàn thành được 5 cặp với bạn, 5 sợi. Tiếp theo. Tí hôn. 10 cặp, 1 triệu. Tiếp theo. 1 cặp. Ủa gì vậy? Ủa, 1 cặp. Một dĩa, đổi gì, đổi gì? Quán quân được 1 dĩa nha bạn. 5 sợi. Cái tên cũng quên. Tiếp theo em là nội chống. Thiêu. 2 dĩa anh. Nhiêu? 2 dĩa. Nhiêu? Bùm. 1 triệu. Mình tập với mình là ăn mai. Và tụi mình ăn được có 2 dĩa à. Và được 1 triệu. À, à quên. Có cả ngôi sao may mắn. Cuối cùng là mình đổi máy nghiêng. Được 1 cổ. Lắm. À, nói chung vòng này chỉ là vòng xúc miệng gửi xe thôi nha bạn. Nhưng mà chủ yếu là cấp vốn cho mọi người với lại thử sức ăn, biết ai ăn khỏe ăn mạnh. Như bạn vừa nhìn thấy đó, bạn biết là ai ăn khỏe ai ăn yếu rồi đúng không? Đây nè. Nè thật ra là mấy bạn mà ăn yếu như vậy thật ra là chừa sức để chơi vòng sau các bạn. Ok bây giờ thì 6 đội sẽ tản ra muốn đi đâu đi. Bình Thuận, Phan Thiết thì muốn đi đâu đi vòng vòng chơi. Trưa nay thì mới ăn thêm cái nữa cho bạn. Và tụi mình mô tiếp chơi sẽ là ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Và chơi là chừng nào mà còn đúng một đội duy nhất thì phải chiến thắng nha. Ok, bạn đã thích cái series Thiết Tiền Khởi Thăng Việt Nam thì các bạn like mạnh tay, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi tụi mình ra phần 4 và ăn chơi ở những chỗ khác nha. Ok, bây giờ thì giải tán mọi người ơi. Đi giải tán sàn ngủ. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đồng đội của mình đi kiếm cái gì đó ăn uống nha các bạn. À quên, kem. Uống thôi. Uống hả? Kem hả? Ăn kem dừa đi, nghe nói đặc sản đây hả? Ờ, thôi, đi ăn kem đặc sản kem dừa nha các bạn. Ok. Đ
đến Phan Thiết là phải ăn kem dừa, không ăn kem dừa thì chưa đến Phan Thiết. Đó, mình chém gió rồi thôi. Ok, sau khi kết thúc vòng 1 thì tụi mình được 1 triệu và với một ngôi sao may mắn. Và cảm nhận của em sau vòng 1 là sao? Ủa anh thấy em ăn nhanh cực kỳ luôn á. Trời em ăn khỏe với anh thật còn trẻ vậy á. Ok, anh là huấn luyện viên của em mà. Thì bây giờ anh sẽ dắt em đến một nơi huấn luyện đặc biệt để giúp cho em tiêu hóa những món ăn buổi sáng. Rồi ok, bây giờ thì tụi mình sẽ đi nha. Đi. Sau khi xong vòng 1 thì bây giờ anh em tụi mình sẽ đi uống cà phê ha. Đi vòng vòng để tới trưa rồi ăn tiếp. Ok không anh? Ok, let's go. Rồi, đi thôi anh ơi. Sau khi kết thúc vòng 1 thì anh cảm thấy sao anh? Ba cái đồ quỷ đó sao nhầm nhò được em? Trời, đúng rồi, ba đồ quỷ. Nghĩ là anh muốn đi chơi ở đâu không? Anh thì đi đâu cũng được, miễn là đi cùng với em. Trời ơi, ở xuống quá nhở. Đi anh ơi. Rồi, hồi nãy giờ mình xách xe, mình chạy thì mình mới gửi xe. Mình với Hoàng sẽ ghé chợ Hà Tiến chơi các bạn. Đây, lần đầu tiên tới Phan Thiết luôn. Hai anh em mình vô chợ có gì hả Hoàng? Let's go anh. Rồi, tụi mình đã đến được bãi huấn luyện đặc biệt. Em thấy bãi huấn luyện này như thế nào? Mình tới ha. Đúng rồi em, mình tới rồi nè. Đây, mình gọi là bãi huấn luyện đặc biệt là đây. Em, đây là mỗi người sẽ có một cái võng như thế này. Em nằm đi em. Đó, rồi em nằm em ngủ luôn. Dạ, dạ. Mình ngủ, mình dưỡng sức. Cái bụng mình á, khi ngủ á, nó sẽ tiêu hóa. Rồi tới trưa là mình ăn được đó em. Dạ, rồi dạ. Đó, em ngủ đi. Rồi em giọng đó, anh giọng Doraemon. Ok. Rồi giờ thì tụi mình sẽ nằm tới trưa rồi di chuyển đến địa điểm thi đấu tiếp theo nha bạn. Bye bye. Rồi hai tụi mình đã tới được địa điểm rồi nha. Trời, cái khu này là đằng sau là biển khá là chill. Nhưng mà ở đây nóng nắng quá, chắc là mình có chui... Có chili nhưng mà cũng không thể nào rỡ được cái nóng này. Nên thôi kiếm cây dừa nào mát mát ngồi ăn đi em. Thấy cây dừa chẳng đẳng rồi. Ừ, thấy quá trời cây dừa luôn rồi. Đi vô chổng, đi. Boom. Rồi, hai anh em mình kiếm chỗ mát cực kỳ luôn nha. Đằng sau xung quanh nó có những cái gì rồi, anh quay đem chào thử rồi. Đó, trời ơi, chiêu dữ vậy. Chiêu, quá chiêu. Mời mọi người nha. Anh xem bánh cá nó ngon. Nó mát còn lạnh. Ăn xong rồi, mình nghĩ là kiếm chỗ trên nữa nha mọi người. Tại vì còn thời gian với chưa là khá là dài. À, bây giờ là tụi mình đã tới được một cái kem dừa nha mọi người. Thì ở đây là kem dừa có một cái view rất là chill. Đó. Nhưng mà mình sẽ không ngồi ở đây đâu, nắng quá đi vô trong quán rồi. Đây là chuyên mục review kem dừa. Mặc dù mình vô ăn kem dừa nhưng mà mình gọi kem sầu riêng nha mọi người. Đề con rất là ngon mắt. Còn gia vị thì bây giờ mình sẽ thử. Ở đây mùi sầu riêng rất là nhiều, rất là béo luôn á mọi người. Rồi ăn thôi mọi người ơi. Không nóng hả? Không nóng hả? Không nóng anh ơi. Ủa bánh xèo có mực luôn à? Nào, nhìn ngon quá. Làm thử không? Làm thử không? Let's go. Ăn các bạn ơi. Dạ. Béo quá anh ơi. Mực đâu? Mực đâu? Mực tươi quá. Tươi luôn hả? Wow. Được không? Được không? Ổn không? Rồi, ngon không? Vô miếng gạo nữa đẹp. Ăn ít ít thôi chưa còn thi nữa nha. Dạ. Rồi tình hình là mấy thằng cu là nó tản ra đi chơi Phan Thiết Mũi Né này rồi nha các bạn. Còn hai đứa mình thì chuyên đi review. Và mình đang ở Phan Thiết thì em có câu hỏi cho anh không? Sáng mình ăn bánh căn bên kia ngon quá rồi. Bây giờ mình có đặc sản gì khác ở Phan Thiết không anh? Khỏi tốt lắm em. Đây. Dạ. Mình đứng trước ngay cái đặc sản của Phan Thiết nè các bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước mắm Bà Hai Phan Thiết nha. Mình mới xin được chỗ này để dành vô review cho bạn xem là nước mắm Phan Thiết nó khác nước mắm Phú Quốc như thế nào nha. Wow. Rồi mình xin phép được anh chủ là được vô đây được review là tặng cái bồn luôn các bạn. Wow. Nước mắm ở Phan Thiết hồi xưa là người ta sẽ làm từ những cái bồn gỗ. Nhưng mà chú nói là hiện tại là Phan Thiết là ít người làm bồn gỗ. Đa số người ta sẽ chuyển sang làm cái bồn như vậy các bạn. Bồn bê tông hay là bồn rất là cứng như vậy, rất là bự nè. Chú nói là đặc điểm của những cái bồn này là sẽ phơi cá trực tiếp được ngoài nắng như vậy. Các bạn thấy là trên đây là có một cái lớp muối ở đóng nè. Đây, lớp muối ở đóng. Có một lớp nước ở trên. Cái bồn này nó rất là sâu nha bạn, nó sâu xuống tới dưới bên kia luôn. Là cá là nằm phía dưới, nước là nằm phía trên. Và sau đó thì sẽ được hấp khấu rồi qua phía bên đây. Đó,
ở đây nó sâu nè, các bạn thấy đó, nó sâu nè, từ trên cao mà nó sâu xuống dưới đây là nó xuống cả hai mét mấy luôn các bạn. Ở dưới đó có mấy cái ống đó là nó nhiễu nước ra đó, và nó ra những cái bồn nhỏ như vậy. Rồi chúng nói là nước mắm này là 40 độ nè, là quất được là quay cái như vậy nè, đó tán cái lớp muối ra. Oh my god, nước mắm Tinh Thiết nguyên chất đặc sản Phan Thiết Bình Thuận, là anh thương em lắm anh mới dắt đi sử dụng đặc sản em. Ủa thiệt anh? Đúng rồi, nước mắm này chú nói là dùng trực tiếp được liền luôn. Uống một ly này vô là trường sinh bất tử. Really nigga. Thôi mình là trợ lý nên là mình gán mình thử trước nha. Lâu lâu anh mới dắt em đi chơi, em phải được phụ lòng anh chứ. Nhấp nhấp môi cái coi. Sao? Sao nó mặn dữ vậy? Cái độ nó mặn lắm nhưng mà nó thơm hơn là cái nước mắm ở nhà mình làm. Nhưng mà nó thơm với bạn, nhưng mà cái độ mặn đó là chú nói là 40 độ á, mặn lắm nha. Cái này là giờ là mình phải pha ra các kiểu chứ mà quýt mà nguyên ly như vậy là mình nghĩ là không có chơi nổi đâu nha bạn. Mà được cái là thơm lắm các bạn ơi. Thơm lắm. Được không? Anh thử chưa? Anh mới liếm rồi nhưng mà được với bạn. Cho nó anh liếm nè nè. Rồi anh Hào dắt mình đi cà phê nha các bạn. Anh Hào dắt mình đi cà phê tum. Hey, ta dắt đi cà phê võng nằm mà nói vậy. Ẩu rồi ba. Mình dắt ra ngoài đi. Đi quán cà phê thì gặp hai thằng tí hon nằm kế bên đây nha bạn. Rồi, bây giờ thì bốn anh em mình sẽ nằm ở đây và chờ đến trưa là thi đấu rồi. Ok. Rồi sau khi hai cái sự nước mắm của chú xong, chú nhiệt tình quá, chú nói chú tặng mình thêm bốn lọ này nữa các bạn. Nãy giờ chú nói quá trời đắt luôn, là chú nói là về nè các bạn, mình sẽ hết luôn nha. Tại vì chúng mới giải thích cho mình là cái loại này, các bạn thấy chữ 40 không? Tức là độ đạm là 40. Và ở đây chúng ghi số 1 là cái loại đạm 40 này là ủ là 1 năm. Tiếp theo cái loại này là 40 bơi, loại này ủ 2 năm. Tiếp theo là dữ hơn nữa là đạm 40A thì ủ 3 năm. Wow. Kéo cầm em. Rồi loại cuối cùng đây là loại 60 độ đạm nha bạn. Loại này thì chú nói là mình sẽ nấu những cái loại này lên cho nó đặt lại là thành 60 đạm luôn chú, là nó sẽ ra được cái này đó. Là giá là sao chú? Thế nào? Là có gì gọi giá đó luôn chú? Cái 3 năm á là 495 ngàn. À 3 năm là mắc nhất. Cái này 415. Là cái loại bên đây là 415. Nói chung là 415 là loại 2 năm. Là một thùng là 2 chai. Không thùng nó 6 chai. Thùng 6 chai vậy là 1 chai khoảng 70-80 ngàn. Ok, con hiểu rồi. Nói chung là chú tặng thì lấy thôi chứ sao giờ. Cảm ơn chú. Đi review còn có quà nữa. Rồi hiện tại là 11 giờ trưa và tụi mình đang ở quán Lâm Tòng quán các bạn. Kế cái làng chài luôn. Và trong đây có một cái quán có view biển khá là ok nên tụi mình quyết định là chọn quán này để làm cho cái dòng ăn trưa này nha. Okay. Đi thôi trợ lý. Yeah. Ở trong quán này ngoài hải sản ra mình thấy có con dông nữa nè các bạn ơi. Bây giờ nó nhảy ra nó cắn em á, đừng rung em. Rồi mấy con dông cát đặc sản Bình Thuận các bạn ơi. Nó cũng khá là bự nha, mình thấy con khoảng 2-3 con tay á. Ui. Không sợ nó cắn hả anh? Nó cắn thì chảy máu thôi chứ có gì đâu mà sợ em. Hay là em thử không? Thôi. Quán này được cái là có view biển khá là ổn áp luôn nha bạn. Có mấy ông Tây cũng chơi. Ủa, thấy hôm nay chơi ngầu lắm mà tới anh review cái ông té bà ổng rồi. Hôm nay mấy ông Tây mấy ông đi du lịch Phan Thiết đồ dữ lắm các bạn ơi. Và mình đã tập hợp được 6 đội chơi và đang chuẩn bị ăn lẩu với bạn cho quán được quán hải sản mà. Và vòng 2 này chúng ta sẽ chơi rất là đơn giản bạn. Đó chính là 6 người sẽ có 6 cái đội lẩu. Và những món ăn sẽ được lên dần theo thứ tự nha bạn. Như đây bạn thấy là trước mặt mỗi người sẽ có một cái nồi lẩu và một dĩa bún với lại một dĩa rau. Sau khi ăn hết dĩa bún dĩa rau là cái món khai vị để cho tâm hồn thanh tịnh các bạn. Thì sẽ đến hải sản, đều hết luôn mọi người dĩa hải sản. Sau đó ăn hết dĩa hải sản lại ra dĩa thứ 2, dĩa 3, dĩa 4 ra các kiểu là điểu luôn. Và 6 người chơi, người nào ăn không nổi, đầu hàng thì sẽ bị loại. 5 người còn lại sẽ được vào vòng 3. Và cái vòng này tụi mình sẽ chơi theo cái kiểu là người cuối cùng còn trụ lại thì sẽ được hưởng thêm một cái ngôi sao hy vọng. Đó, ngôi sao hy vọng ăn được cái. Em có thắc mắc là cái ngôi sao hy vọng để làm gì không ăn? Để
em nghĩ là có thể bù phép. Mày ơi, ăn nhanh lên. What the hell? Anh thấy là em vậy là khá là tốt của em. Gọi là sức tưởng tượng khá là phong phú. Ngôi sao hy vọng này nó có một cái đặc quyền, đó chính là ví dụ như đội của em có một ngôi sao hy vọng đúng không? Dạ. Mà bạn của em cảm thấy là ăn không nổi thì có thể đứng dậy đặt ngôi sao xuống và em được phép ngồi vô ăn trong 5 phút. Ăn khế phải không? À, nếu như chơi mà 5 vòng là trữ được 5 ngôi sao hy vọng là tới vòng thứ 6 là em có thể triệu hồi em vô ăn được tức 25 phút. Wow. Dữ không? Quá dữ luôn. Cho em hỏi cái nha, rồi nếu cái ngôi sao này em không cần em muốn bán thì sao anh? Thì nếu như có người mua thì mua thôi chứ anh không mua đâu. Giá khá đẹp, 3 triệu. 50 là hợp lý, giá đó là hợp lý đúng không? 5 phút, 50 là quá bình thường rồi. Em không có cái nào hết anh ạ, à. Vô chơi đi anh. Rồi ok nha mọi người. Và đầu tiên thì chúng ta bắt đầu là mọi người bỏ đồ ăn vô mọi người, không có thời gian, không tính thời gian là mọi người thoải mái đi. Thoải mái đi anh. Đúng rồi, bắt đầu từ vòng 2 là chúng ta sẽ có thời gian. Ờ, mỗi người sẽ có một dĩa rau và một dĩa bún. Ok, lên nước bạn ơi, uống nước cho nó chắc mọi người con nước luôn. Vòng này có một cái luật chơi ngầm là như vậy. Người đầu tiên ăn hết cái khẩu phần của mình thì 5 người còn lại là sẽ có bấm thời gian trong vòng 10 phút, nếu không ăn hết thì sẽ bị phạt nha. Và hình phạt thì chừng nào có hình phạt thì mình báo sau ha. Theo như đánh giá của anh thì thấy là sức ăn của mình khá là khỏe. Em hả? Khỏe là một kép á, thì mình nghĩ là vòng này là mình có bao nhiêu tỷ lệ là mình có vượt qua vòng này. Tỷ lệ để vượt qua vòng này thì em không dám nói chắc, chắc cũng đâu tầm 80-90% mà. 80-90% là em có thể vượt qua được vòng 2 này và dạ. Tiến tới vòng 3. Dạ đúng rồi. Vòng này là vòng loại bỏ nha. Thì đúng rồi anh. Con bé bằng này nãy giờ thấy nó cũng buồn, em thấy nó đặt cái xe rồi. À tức là đây là bạn này là có tỷ lệ tập dễ hơn em hả? Dạ. Bạn bằng hả? À bây giờ là 12 giờ trưa thì em đã đặt xe cho chuyển 2 giờ chiều rồi nha mọi người. Nói chung là phát biểu rất là ok luôn bạn. Và nước lẩu mọi người hình như là bắt đầu sôi rồi mọi người ơi. Chúng ta bắt đầu khai vị luôn nha. Món này là món lẩu chay. Đúng rồi, chúng ta sẽ có là bún và rau. Ớt. Ớt thì không cần ăn ha, chúng ta chỉ cần ăn hết rau và bún là chúng ta sẽ vượt qua cái món đầu tiên và đến món thứ hai ha. Ok, rồi mọi người thưởng thức đi. À, đúng rồi, nó có nhiều món lắm, 7-8 món lận. Wow. Rồi mọi người cứ gấp rau cho nó nguội và thưởng thức ha. Bắt đầu chuẩn bị nha, người đầu tiên hoàn thành thì 5 người sau sẽ có 10 phút để ăn. Ai mà trong vòng 10 phút không ăn hết là sẽ bị phạt. Mời mọi người ăn nha. Mời mời. Đây là một... Đây anh Bảy Nghĩa nè, chơi trước nè. Đúng rồi, quất được rồi mà, đang ăn rồi đó. Ăn rồi mà, chính là được ăn rồi đó. Ăn đi. Mình ăn nhanh thì mà những người khác sẽ có 10 phút để hoàn thành. Rồi. Phần này chỉ là phần hai vị thôi mọi người ơi. Ồ, thường là bún người ta sẽ bỏ ra chén đúng không em? Dạ. Thì mình cho trong dĩa nha. Đó là một cái trích mới nha bạn, không có nhiều nước, ăn ít nước vậy thôi. Wow, như bún trộn vậy đó. Đây còn bạn này là ăn đúng nghĩa đây nè, đó ăn là ăn tinh chén như vậy đúng không? Bạn này em mời đâu em? À, em mời trên YouTube bé anh ơi. Tên là quậy tốc độ nhưng mà trận này là chiếc hàng slow anh, ăn chậm thôi là... Ăn chậm hô nè, ăn chậm hô nè. Rồi bạn Băng này thì... Băng. Xin lỗi. Rồi, tiếp theo là bạn Băng. Tiếp theo là bạn Băng này thì ăn phong cách là rất là quý xịt tộc nha các bạn. Wow. Rất hay, anh thích á. Này là bạn này tên là Dương Đu Ba. À, em không ăn bún hả? À, em để lát nữa em ăn sao, em ăn từ đi em tưởng thức. Còn bên này nữa nha, còn bún bên này nữa em cứ ăn từ từ. Gì anh? Anh hay nóng bắt cơ quá à. Dòng này là dòng ăn chay thôi mọi người, cũng khá là đơn giản, rau với bún thôi nha. À, ok. Này trong là đắc đạo đúng không? Đúng rồi, phải tĩnh tâm lại. Mình cảm thấy cái vòng này anh Bằng bên mình hợp thú vị á các bạn. Mình nghĩ là tỷ lệ hắn chắc phải 100%, hơn anh Nam 10% các bạn. Và quán quân mà, gạt giọt từng người một. Đằng này chắc gạt giọt anh Nam các bạn. Cố anh, lên bạn ơi. Anh Nam hả? Bỏ túi. Trời ơi. Anh ngã gì anh? Gãy lại nè. Xuyên á. Xuyên á, ừ xuyên á.
Ơi ơi, bé Mai sắp xong hả? Kiểm tra nó còn rau trong đây không em? Hết rồi hả? Rồi ok, bé Mai đã hoàn thành. Bây giờ bấm giờ 10 phút cho những người còn lại nha. Rồi ok. Bên em xong rồi. Xong hết rồi. Không, anh nghĩ là vòng này sẽ là qua được có 10 phút mà. Nhanh lên em. Bởi vì em chạy rồi đó. Anh ơi, em ăn hết bún rồi đó, em chỉ còn rau thôi. Nhưng mà còn có 10 phút thôi đó. Nhanh lắm mà. Vậy là chúng ta còn 3 nhà này nữa nha các bạn. Ủa bên kia em xong hết rồi. Đúng rồi. Cố lên lắm. Là còn 2 người nữa xong đúng không? Không, xong rồi. Xong rồi hả? Rau không còn nè. Kiểm tra lại coi, bị phạt nha. Rồi ok, bạn bàn đã còn là một miếng bạc hà nữa là xong nha. Rồi, bàn hoàn thành, thời gian còn quá nhiều. Nam sao Nam? Đó. Kiểm tra chưa còn không? Hỏi rồi anh. Ok, vậy là vòng này là không có ai bị phạt hết nha bạn. Chúng ta đến với món ăn tiếp theo. Lên món, trợ lý đâu rồi ta, trợ lý ơi. Ủa sao vòng này đơn giản dữ hả? Dòng trước ác quá rồi. Dòng này ăn có 2, 4, 6, 8 con nghêu hả? Dòng này chắc ai cũng qua luôn các bạn ơi. Rồi bỏ lên, bỏ vô luôn mọi người ơi. Dòng này thấy mấy con này là con sò tộ hay sao? Bạn thấy nó cũng đơn giản quá. Nè bạn Toàn nè, thử cái coi em. Này là thi chưa? Này chưa thi đúng không? Chắc mày bằng trước luôn á, không sao. Rồi mọi người ăn nha. Này mình chậm nhất là nước cái gì à? Nước đỏ nè, đó. Rất là ngọt nha mọi người nha. Ôi sao ba dữ vậy? Anh bấm chờ rồi má. Hỏi ba, dòng này hỏi thích chờ luôn. Vậy thôi mình từ từ mình ăn mọi người ơi. Thưởng thức giới thiệu các bạn, đây là con sò tụ. Tươi anh. Tại đất Mũi Né, Phan Thiết. Rất là bự, rất là béo, rất là anh ngon. Ăn không? Đây. Ăn ngon hay không mình phải ăn mới biết chứ. Ăn, màu quá, ăn, màu quá. Đấy nhưng mà mặn nha. Mặn rất là nha. Mày mời cây. Cái món này quá đơn giản, lên món tiếp theo đi. Ê, em xong, mọi người, em xong rồi. Không, vòng này không tác dụng. Quê quá rồi. Tiếp vậy, món tiếp theo đi. Chả cá hả? Rồi, món tiếp theo chúng ta sẽ là chả cá được giò viên như vậy các bạn. Rồi, vô luôn mọi người ơi. Nè, em ăn rau xong đầu tiên đúng không? Đó. Dứt. Em. Đổ vô Nam ơi. Chả cá. Vô, quý vị ơi, vô. Ok đó. Đây, ở đây là chả gì thì không biết nha mọi người. Mời mọi người ăn nha. Rồi, ăn không luôn anh, ăn mà. À không, chưa mọi người ăn mà mời mọi người nấu đi ăn nha. Rồi, chả cá bắt đầu nó chín lên đặc sản các bạn ơi. Đây là chả cá Mũi Né. Vòng này bắt đầu là người ăn đầu tiên, những người còn lại sẽ có 10 phút nha. Chuẩn bị tích giờ nha. Nhớ cả hết thì bắt đầu, 1, 2, 3 ăn nha. Ok chưa, mọi người. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu! Bạn là 2 cục kìa, anh muốn review. Bạn là 2 cục không à? Em của em đang dùng sự may mắn để chiến thắng giải này. What the hell? Em ơi, em không có đâu. Có nhai không em? Sao thấy ăn lẹ chứ hả? Oh my god. Nè, tiếp theo là hoàng tốc độ hả? Đúng rồi anh, hoàng tốc độ anh. Hoàng speed. À, tốc độ này tốc độ là một viên thôi nha các bạn. Cái này chỉ cần ăn chậm thôi anh, ăn slow mà. Rồi tiếp theo là băng. Ngon em. Ngon. Ở trên TikTok có cái gì ta? A gì? ASRM đúng không? Kiểu muốn băng nữa. Muốn băng ASRM hả? Sao được em, đụng tép miệng không? Ngon anh nhưng mà nó vô miệng nó nóng quá, ngay cảm giác nó bị khó. Ăn từ từ thôi, mày vội vàng làm gì rồi mà nấu. Có từ từ thôi, dòng này ăn nhanh mấy bà. Ăn cái gì à? Sao em? Này anh, này đó em chuyện bình thường anh ơi. Vẫn chơi được nữa đúng không? Vẫn chơi, còn trụ lại được, còn thở được. Và cái vòng này á, người đầu tiên hoàn thành thì những người còn lại sẽ có 10 phút. Và trong 10 phút nếu như không ăn hết nữa thì huấn luyện viên sẽ bị phạt. Là phải ra ngoài kia bơi một vòng cái đi vô nha. Yeah. Ghê sợ quá. Nhưng mà em nghĩ chắc em với Hào không bị đâu anh. Em sợ quá anh, em sợ quá. Biết lên em. Biết bơi không anh em? Biết bơi không? À, em sợ lắm, em không biết bơi. Anh đừng có hỏi gì là áp lực đồng đội team em ăn được mà. Bởi vậy mới gán lên, đồng đội không biết bơi á.
Bạn Hoàng nói vậy chứ là tốc độ mà ăn rất là nhanh nha các bạn. Thế vậy không thua kém gì bên đây đâu. Đây bạn bảy ghĩa nữa, khá là chiến nha. Những đứa hồn đăng ký, còn mấy bạn nhìn qua phía bên kia nè. Ăn sức bền anh ơi, này là biển ăn sức bền. Sức bền hả? Còn bạn này ăn sức gì? Sức rồi, sức top 6. Mình ăn kiểu Pháp, mình ăn quý tộc. Sức quý tộc. Rồi chuẩn bị hoàn thành nè. Xong rồi. Mới le lửa chứ. Oh my god, nhanh dữ vậy. Wow. Rồi thời gian bắt đầu chạy nha mọi người. 10 phút. Làm sao chắc giảm chỉ còn 5 phút quá bạn, 10 phút hơi nhiều. Rồi Nam ơi Nam. Còn 2 phút nữa thôi em ơi. À Uyên, khởi động em, khởi động. Đầu hàng á anh chứ mày chùi miệng nha, đầu hàng đi. Sắp hết giờ chưa? Trời ơi, còn phút nữa nữa. Tiếp tục qua là dòng này giữ đứt. Nhưng mà bây giờ nha. Ủa? Rồi, nhưng mà có người bơi. Không, em vẫn phải ăn á. Ủa vậy hả? Ờ, bạn em bơi nhưng em vẫn phải ăn là trả lại tiếp tục là 10 phút nữa. Thôi. Nè, 10 phút nữa anh nghe thấy thế này không? Bây giờ cái nó còn phút đúng không? Đúng rồi. 1 phút nữa. Khoảng 3 phút nữa. 3 phút hết đúng không? Không, nó vui rồi, ăn hết rồi. Nhưng mà chỉ là 10 phút nữa anh nghe thấy cái này không? 10 phút nữa ăn. Đây, để đọc lại lượt chơi nha. Nếu như cái đồng hồ này đúng 10 phút đúng không? Thì quốc liên viên phải đi bơi. Và nếu như trong vòng 10 phút nữa lại không tiếp tục không ăn hết nữa thì em sẽ được uống một lon nước ngọt nữa. Và tiếp tục 10 phút ăn hết nữa thì huấn luyện viên được lon nước ngọt, em được thêm lon nước ngọt nữa. Mình nghe mình đến đầu hàng, mình đầu hàng thiệt luôn đi. Dạ nếu như em đầu hàng thì em bị loại khỏi cuộc chơi này và huấn luyện viên khỏi đi bơi. Đúng rồi. Và mọi người được đi tiếp. Để cho nó hết giờ đi, còn 30 giây nữa chứ mấy, ăn nó có nổi nữa đâu. Ráng đi em. Hiểu rồi ha. Ráng đi em. Đường dài mới biết ngựa hay em ơi, cái vòng này không phải sở trường của anh. Trời ơi, cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng trời ơi. 8, 7, 6, 5. Ê anh, có vẻ như huấn luyện viên của anh đi bơi anh vui lắm ha. Đâu, ok, cởi đồ nghe em. Cởi lộn, lộn, hai đồ. Em bấm tập hay là muốn bơi đồ này? Em bơi đồ này luôn. Bơi đồ này luôn hả? Ok. 10 phút nữa hết nha. 10 phút nữa hết nha. Là bây giờ là em vẫn tiếp tục ăn 10 phút nữa. Ủa? 10 phút nữa. Rồi bạn Nguyên đi bơi em. À đúng rồi. Biết bơi không? Biết bơi không? Thôi được rồi, vô ơi, chút nữa nghe lộn xác em nữa, vô ơi. Ok, vô được rồi. 12 giờ trưa mà bơi mà cảm giác là sao em? Không được đánh bạn, không được đánh bạn, không được đánh bạn. Em đòi đánh ai? Là không có đánh bạn. À nhưng mà đánh em. Rồi để tới mất thời gian thì mình lên món tiếp theo luôn nha các bạn, đó chính là tôm nha. Tôm này là nửa ký tôm. Không được văng vô bạn. Đó chưa, ngại không? Tôm sú nha các bạn. Đông đắp lại. 10 phút ăn nổi không? Mà nửa ký tôm anh. 10 phút. Cái này là nửa ký cá viên, còn phải tiếp tục là nửa ký tôm nữa. Nãy giờ cái này là nửa ký hả? Đúng rồi. Trời ơi, ăn lên 2 ký luôn á. Là em nhắm ăn dòng này qua nổi không? Mấy cùng này ăn nổi. Rồi còn thêm nửa ký tôm thì sao? Chắc tầm 5 con là hết cỡ rồi. Rồi vậy là chúng ta sắp có kết quả nha các bạn. Không sao, vẫn chơi tiếp. Rồi mọi người đã lột xong tôm các bạn. Mỗi dĩa này là lúc mà chưa luộc là mỗi người là nửa ký nha các bạn. Nhưng mà sẽ số con là hên xui ha. Đó mọi người đã lột sẵn hết rồi. À, thấy anh này là nãy giờ là anh ít nói lắm nha, mà có phát biểu gì không? Nói chung là cảm thấy là ăn là rất là ngon. Rất là vui khi được tham gia với em của anh Lâm. Ok, phát biểu là kiểu là phát biểu căm nghỉ thôi nha các bạn, là vui thôi nha. Và dòng này sau khi tham khảo được các kiểu thì tụi mình đã quyết định là dòng này người đầu tiên hoàn thành thì 5 người còn lại sẽ có 5 phút để ăn. Ai mà trong vòng 5 phút không ăn hết thì cũng liên viên đi bơi. Ok. Em muốn được đi bơi ạ. Ok nha. Rồi 5 phút nữa mà lại không hoàn thành nữa lại phạt nữa.
1, 2, 3, bắt đầu. Ồ, ông ăn lần 2 con luôn nha các bạn. Sao chứ? Cái điều dòng này ăn nhanh anh, mình giết bên bờ anh cho bển đi bơi. À, hợp lý. Chậm lại rồi, quay tốc độ hả Hào? Dạ đúng rồi anh. Trời ơi, không chấm nước mắm mà chấm nước lẩu. Rồi, băng. Sao em? Khổ không? Tươi không? Con tôm rất là tươi, rất là chắc thịt và rất là ngọt nha mọi người nha. Ngon. Nhưng đô ba. Con tôm phải nói là nó chắc cực kỳ luôn á. Kiểu như em nhai cái răng em búng nó nhảy ra lại luôn á. Diễn nữa, diễn nữa. Tiếp. Dạ. Sao? Được, em có đi bơi được không? Không. Anh hứa với em dòng mà không cho em đi bơi. Okay. Đúng rồi, dòng này nếu như 5 phút mà không hoàn thành là đâu có đi bơi hết đâu. Chuyển sang uống lon nước ngọt. À, không à, em uống. Em uống hả? Đúng rồi. Ồ, sắp hoàn thành rồi, hai người sắp hoàn thành rồi. Chuẩn bị bấm giờ mọi người ơi. Phải le lưỡi mới được nha. Trời ơi, hai bạn này là chơi chiến với nhau hay sao vậy? Ồ, bay gần quá nhanh. Rồi nè, chúng ta qua đây nè, qua đây. Thời gian đã bấm rồi em ơi, 5 phút đã bấm rồi nha. Không sao cả, mình ăn hết thì mình nghỉ. Còn 1 phút 10 giây nữa em. Mình là ASRM tiếp nha mọi người. Bỏ con cuối rồi gán đi. Bỏ vô ASRM luôn. Thôi được rồi, mình qua bạn Nam nha. Bạn Nam thì còn 50 giây nữa Nam ơi, mà em còn 5 con. Và một lon nước. Cho lon nước. Em không có định nghĩa đầu hàng. Đúng dạ. Rồi, uống nước thôi cho đầu hàng. Tới lúc mình bị phạt thôi. 10 giây nữa Nam ơi, 10 giây nữa. Cố lên anh. Rót nước giùm anh đi. Nam. Là lon nước này là phải uống hết á, uống hết luôn. Để em. Rồi, nó bắt đầu nè. Cái này mà lên số 10 là thêm lon nữa. Hả? À, lên thành 10 phút là thêm một lon nữa. Nhanh lên em, uống ăn lẹ. Đây à. Trời này không đổ nước trong đó ra. Không được. Đổ nước. Nó còn không được nữa kìa. Chết rồi. Nó ngán rồi, nó xuống rồi. Đâu? Nuốt hết nổi rồi. Nó đâu xuống đâu. Nó nhậu luôn đi anh. Băng. Biết gì hả? Còn hàng đi anh. Em làm sẵn rồi. Còn 2 phút. Chuẩn bị hiệp lô nước ngọt. Mình dơ cờ đó nè, trong vinh danh hay vinh quang. Trời ơi, em đã phải đi tắm rồi đó anh. Một người tắm đây. Một người ra đi một chút. Rồi chúng ta đã có kết quả, người đầu hàng đầu tiên sẽ bị gọi không được vào vòng trong. Dạ. Nhưng mà năng lực mình tới đây thì mình tới đây thôi chứ dạ, sao giờ rồi. Đúng không? À, đáng lẽ ra là mình sẽ không đầu hàng đâu các bạn. Từ điểm đầu hàng không có trong mình, nhưng mà nó ngán quá. Nó ngán quá, ăn không nổi nữa. Thì thôi mình đầu hàng thôi, để nhường lại cho mấy đứa nhỏ này chơi. Mình già rồi, mình ăn ở đây luôn. Gái nữa. Ok, không tham gia chương trình nha. Ok, dẫn bạn em đi tâm sự đi Quyên. Đi anh, đi. Chị em chạy tù hồi nãy em. Không được đánh bạn nha, không được đánh bạn nha. Anh với em còn nhiều cái muốn nói lắm. Đi. Ok, chúng ta vẫn tiếp tục lên món để xem ai sẽ là người chiến thắng của vòng này để lấy ngôi sao hy vọng nha các bạn. Lên món. Rồi, món tiếp theo chúng ta lên dĩa sẽ là nửa ký thịt bò nha các bạn. Thịt bò. Và do là có người đầu hàng rồi nên vòng này là chúng ta chắc chắn là được qua vòng thứ 3 rồi. Nên ai không muốn chơi có thể không chơi vòng này. Mình có muốn chơi tiếp không? Chắc là mình xin tour qua vòng này để mình dưỡng sức mình chơi vòng sau. Mình đã quyết định là bỏ cái món này để chơi sức chơi vòng 3. Ok, toàn giảng bạn đi. Kỹ dưỡng. Tiếp theo là bé Mai, mình có chơi nữa không? Dạ có.
em vẫn tiếp tục chơi nữa để lấy ngôi sao hy vọng. Wow. Tiếp theo có anh tiếp luôn. Tiếp theo thôi thì hai chị em nó để nó đấu đá lẫn nhau đi, mình già lui cung đi ha, để tối chơi tiếp. Ờ, đi chiêu hả bạn ơi. Rồi tiếp không em đi heo ảnh. Đi em ơi, đi đi đi. Vậy là chúng ta chỉ còn có hai bạn này là cố gắng, ai sẽ là người tụ lại là giành được ngôi sao hy vọng để sử dụng cho vòng kế tiếp nha các bạn. Ok, vô bờ luôn. Đó, nước sôi đã không? Vậy là dư một dĩa rồi. Dẹp tranh dĩa này luôn. Rồi ok, chúng ta đến với vòng chung kết của cái vòng 2 rồi thôi nha các bạn. Giành ngôi sao hy vọng. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Và cái vòng này thì chúng ta vẫn cứ ăn thôi, bình thường thôi. Người hoàn thành đầu tiên thì người thứ hai sẽ có 5 phút để ăn. Khoảng là bạn đi tắm ha. Vâng. Rồi có hỏi là em với anh Hào một trong hai người đi tắm ha anh à? Không, đã dám vô đây là anh nghĩ là ai cũng có thực lực hết em. Nếu mà dám không được thì mình đầu hàng luôn nha mấy bạn. Đi bơi vui bạn. À, em hít, không đi bơi. Hào nay không được, mình đút cái này nó đâu nói chuyện đâu bạn. Cái mít này là mít để gần miệng mới nói được, nó đâu nói đâu bạn thấy. Đâu nói được. Dạ. À. À, anh Lâm ơi, em muốn về, em muốn đi tắm anh ơi. Cho em thêm hai dĩa nè. Ok, tắm với em đi. Chưa mới công bằng chứ anh. Công bằng gì, cho tắm luôn mà. Để lửa ra nha. Ồ, hai bên mất. Hai bên ngang nhau luôn các bạn ơi. Vậy là chúng ta phải lên món tiếp theo rồi. Rồi, món tiếp theo luôn à. Cát ơi, Cát. Wow, bấm gì nữa em, bên kia xong mất tiêu luôn rồi. Là có ai muốn đầu hàng không hay muốn chơi nữa gì không? Tiếp rồi. Tiếp luôn hả? Dạ em cũng tiếp luôn. Món tiếp theo, cá nha. Ủa? Rồi tiếp theo là món cá các bạn ơi. Cá này là cá gì quên ăn. Cá mú. Cá mú hả? Dạ. Tưởng đồ cá bóp chứ. Ờ nó là cá bóp quên. Sao chứ? Cá bóp. Cá bóp hả? Dạ. Vậy mà tưởng đồ cá mú. Rồi chuẩn bị ăn thôi. Rồi ok mọi người, quất này cá này chắc dễ ăn hơn thịt đó, thịt bò á mềm mịn. Có khi là hai ông bà này ông bà ăn tới tối nay luôn ông ta. Em cái nghĩ mình, chắc vậy. Cái mình chơi dọc tiếp luôn. Em tàn hình rồi đó, em tàn hình trong clip này đó anh thích. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn mọi người ơi. Bé Mai chỉ hoàn thành. Rồi, hoàn tốc độ thì còn 3 khứa cá nữa. Ok, lên mực. Rồi, món tiếp theo chúng ta lên sẽ là mực nha bạn. Và mỗi người có 1 ký mực. Mực này mình thấy nó khá là trắng và cũng khá là dày á. Rồi, hưởng thức, 3, 2, 1, bắt đầu. À, theo em thì ai sẽ bị tật nào? Theo em thì trận đấu này cân tài cân sức á, 49-50. À, nói gì nói vậy? Ăn. Đương nhiên là tay em thắng rồi. Đúng rồi. Đó phải như vậy, mình nói là tất nhiên là đối thủ thua rồi đúng dạ, không? Đúng rồi. Tự nhiên ai lại nói là cân sức vậy, chơi mãi thôi đúng không? Đúng không Hào? Anh xin kèo em mà em đứng yên rồi anh. Các bạn cùng bình luận xem là ai sẽ là người bị tật ở cái món này nha các bạn. Chứ mình thấy là bé Mai ăn còn khá là khỏe. Còn bạn Hoàng tốc độ thì tốc độ ăn cũng vẫn là chậm như vậy nha. Em nghĩ là chắc phải hay nhớt rồi. Hả? Ở xe. Oh my god. Rồi, hoàn thành. 10 phút bắt đầu. Cảm giác giờ sao em ăn dữ quá em.
Dạ con ăn được nữa. Oh my god, con ăn được nữa. Tiếp theo là hoàng spitz. Còn khoảng 5 miếng nữa. Qua được nữa không em? Cho ai có qua được nữa không ạ? Hoàng bên em hiện ánh đang slow chậm motion thôi. Chưa bật spitz 2, xích còn spitz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. What the hell? Nhiều số quá vậy. Cho anh refill hết rồi, bông mực này là hết rồi, refill về bún với rau với cát rồi. Rồi chúng ta đến với những món tiếp theo đó chính là chơi gọi là thì gọi là gì thảm cẩm nha bạn. Trộn mấy món được vô nè, bò, cá, mực, rồi rau, rồi bún rồi các kiểu, mỗi người sẽ có ba dĩa như vậy. Tiếp tục rồi, biểu diễn cái hào. Có liền này. Là mình sắp đầy chưa? Em cũng không biết nữa. Chưa biết mình đầy hay không nữa. Dạ. Chỉ có ăn tới tô luôn rồi. Còn em sao mày? Dạ em cũng chưa biết nữa. Dạ cho em xin cái tô nữa. Ồ lại thêm một cái tô nữa. Dạ. Cát ơi, lấy cái tô cát ơi. Rồi ok, vòng này thì món ăn ơi hời nha bạn. Ba dĩa, một tô bún nữa. Chắc là đủ rồi ha. Ok chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. À vòng này em nhắm ai thắng không? Vòng này đương nhiên Hoàng em anh thắng. Ố lộn, Hoàng em thắng. Đúng rồi, không bên rồi đó. Ai thắng ăn? Em nhắm là bên Hào Hua. Đúng rồi, cái này dãy số nhanh vợ. Chúng ta tiếp tục quay mấy cảnh nhai nhai nuốt nuốt gần thiệt là gần luôn. Các kiểu cho anh nè. AKM. Đúng rồi, ASRM. ASRM. Tôi gọi là AFK em. Hợp lý. Rồi bên bé Mai ăn xong rồi nha, còn bạn Hoàng tốc độ bên em thì đang ăn rau. Hay là mình nhường nhau mỗi người nửa ngôi sao được không? Em nghĩ tên vậy anh ơi, quá vòng 2 thôi à. Giờ ổng quyết chiến quá rồi. Giờ này là hai huấn luyện viên không có tiếng nói luôn. Không có tiếng nói anh ơi. Quá ghê. Sao em? Tiếp tục hả? Oh my god. Hai ông này ăn chiến quá các bạn ơi. Bây giờ bên ban tổ chức của mình là quyết định là có cái kèo này nè, bây giờ mình làm cái kèo ăn nhanh được không? Chứ mà càng ăn như vậy là mấy bạn mà ngồi ghế ngoài kia là sẽ được gư ông đắc lợi, mà mình no quá, tối này mình ăn đâu nổi đâu đúng không? Bây giờ mình làm kèo là lên mỗi người tô bốn giống nãy và làm kèo ăn nhanh ha. Ok không? Chơi ha. Rồi vòng này là hai đội là quyết định là sẽ chơi là mỗi người nửa ký bún và được chan nước lẩu vào và húp nha bạn, thử xem là ai ăn nhanh nhất thì sẽ được ngôi sao hy vọng nha. Và ăn bằng cách là phải le lưỡi ra mới tính nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Sạch luôn nha, phải sạch luôn nha. Mình ăn sạch luôn cho chấm điểm với công bằng. Ông đảo lùa kìa ông ngoại ơi, lúc là hoàng spét nhưng mà phải tính le lưỡi nha, tính le lưỡi nha. Nghe cho anh coi cái lưỡi coi. Nè, cho này nè, cho này nè. Tao lấy nè. Không lấy sao hả? Không lấy sao hả? Ok, để cho tụi mình đến với vòng hương 3 nha bạn ơi. Với chuyện này, nhảy nè, nhảy nè. Rồi, hiện tại tụi mình đã nhảy được tới vườn Thanh Long ở Phan Thiết nha bạn. Và sẽ biểu diễn món bánh xèo Phan Thiết trong vườn Thanh Long. Hả? Trừ lương. Bánh xèo này thì chúng ta sẽ có là mực rồi tôm rồi thịt đồ các kiểu nha các bạn. Mình thì không rành ăn giá lắm các bạn, nhưng mà mình sẽ review bánh xèo có giá luôn nha. Ok. Chấm nước mắm. Wow.
cũng như bánh xèo miền Tây mình đó, nhưng mà bánh xèo miền Tây mình là cái bự và nó giòn, còn bánh xèo Phan Thiết thì được nướng như vậy nè bạn, cái nhỏ thôi à, đừng cái nhỏ thôi, mọi hương vị thì cũng như nhau các bạn. Và cái vòng 3 này là chúng ta sẽ có 5 người chơi và mỗi đội chơi sẽ có 50 cái bánh xèo các bạn. Đây, rất là hoành tráng và mỗi người có một tô nước mắm và 50 cái bánh xèo. Vòng này là không đủ uống nước. Do vòng này tụi mình sẽ chơi theo kiểu là thử thách ai ăn nhanh nhất các bạn. Trong vòng 5 người, người nào ăn hết 50 cái đầu tiên là sẽ nhận ngay một cái ngôi sao may mắn và về nhà ngủ bạn. Hiện tại là do đổ bánh xèo đồ khá là lâu luôn, 9 giờ mấy rồi, gần 10 giờ tối các bạn. Người hoàn thành đầu tiên được ngôi sao và đi về phòng ngủ. 4 người còn lại thì vẫn tiếp tục ăn. Người nào ăn hoàn thành chậm nhất thì bắt ngay chuyến xe là về quê luôn là đẹp rồi. Tại vì dọc này lộ một người, ai ăn chậm nhất bị loại, đơn giản vậy thôi. Còn nếu như 30 phút mà có 2 người, 3 người mà cùng không ăn hết thì chúng ta sẽ đếm số bánh. Ai ăn được nhiều hơn thì chơi tiếp, còn ai mà ăn ít hơn thì bị loại. Mỗi người đều có 50 cái như nhau mà. Ok không? Có ai muốn phát biểu, muốn gáy hay là cái gì cái không ta? Anh Bảy Nghĩa. Nói chung là nhìn này cũng hơi ráng nhưng mà mình sẽ cố gắng. Ông có thiệt tốt vậy lắm các bạn ơi. Em không dám gái rồi, lần đầu tiên em thấy cái số lượng mà bánh nó nhiều như vậy luôn á. 50 cái nhưng mà cái nhỏ mà. Cái gì vậy, tiện cười em. Hiệp tốt, hiệp tốt. Rồi chị đẹp. Đâu em tưởng đâu là anh em đang dỗ mọi người. tiệc từ trưa đến giờ. Đây bàn tiệc đây thì có khác gì đám dỗ đâu. Không sao hết, cái này chuyện nhỏ. Kỷ lục ăn bánh xèo của em là ăn bao nhiêu cái? Em không thích bánh xèo. Tốt nha. Em muốn được gái. Đội của em thì cũng đơn giản thôi, game này chắc là gặt được. Tại vì tên là quán quân anh. Gặt hết luôn bạn ơi. Gặt. Gặt em á hả? Gặt hết. Em cảm thấy ơi đúng rồi. Ủa không có mồ hôi. Vậy là đậu hũ không đáng sợ. Chà. Không có mồ hôi là đậu hũ không đáng sợ. Dạ đúng rồi, nhưng mà đậu hũ mà đáng sợ là sẽ đổ mồ hôi liên tục. Dạ. Chắc em ăn 1-2 cái thôi anh ơi, nhiều quá. Tức là em muốn cho bạn bằng có cơ hội vào vòng kế tiếp hả? Dạ đúng rồi. Dạ yeah. Cảm ơn em. Thôi giờ đi về luôn đi khỏi ăn. Tôi chưa được gái nữa nè. Thôi được rồi, tôi đứng đó luôn với tôi. Ok ha, chuẩn bị bấm giờ nha. 30 phút cho 50 cái, game cũng dễ lắm mọi người. 3, 2, 1, bắt đầu. 30 phút nha bạn. Thôi em dọn em để kiếm nước mắm coi chứ dễ ăn chứ không có gì hết á. Mọi người vội vàng quá vậy. Ăn kiểu sao mọi người lại vội vàng vậy? Ăn kiểu quá mà nó quý sọc mấy bạn. Mình cảm thấy anh của mình ăn khá là khiêm tốn nha. Anh cứ từ từ thôi. Nói chung không về cuối là được. Về tư là ok rồi. Chiến lược của em là về tư à? Đúng rồi, anh cứ từ từ anh ơi. Mình cần về lấy ngôi sao hy vọng. Nên cứ thoải mái anh ơi. Đừng có về năm mà được. Đội tí hơn của tôi. Tuy tí hon thôi nhưng mà cái bụng không tí hơn đâu nha mấy anh trai. Lại muốn về mấy em? Em muốn về gì nhất luôn á. Giỡn em. Trời ơi, gãy lên anh. Trời ơi. Chặt. Nói chung là mình là tạm thời là đó, bịch bên đây lại, bên trái là bịch lại. Mở bên đây, đây, gặt bên đây thôi. Đó mình là quán quân. Trước tiên là gặt bên đây trước đi. Bên đây nhìn có vẻ easy. Khó đó. Lần đầu tiên. Mình thì khiêm tốn xíu. Mai ơi, diệt hộ ba người bên kia, bên đây luôn. Lấy dễ nhất nhẹ em à. Còn mình thì chắc mình phải cản em rồi. Ok, I'm fine. Kinchana, Kinchana, ting ning 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 ning. Ku menahan rasa sakit. Rồi hơn 10 phút trôi qua các bạn, 11 phút rồi. Và còn 2 4 6 7 8 cái nữa. Hoàng speed còn 8 cái nữa. Tiếp tục là bé Mai còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái nữa. Rồi Bàn còn... Em còn 90 cái nữa à. Ủa nó đẻ hả ba? Nó đẻ ra chứ nó không có mất đi à. Tiếp theo là
Dương Đu Ba. 2, 4, 6, 8, 10, khoảng 20 cái nữa. Một nuôi. Cuối cùng là anh Bảy nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, khoảng 25 cái nữa nha bạn. Ok, chúng ta cùng đón xem là hai bạn bên đây đi, ai là hoàn thành trước các bạn. 2, 4, 6 cái, 7 cái với lại 8 cái. Đón xem. Tôi cho anh hai bạn này nha. Rồi tình hình là ngoài speed, ngoài tốc độ bạn còn một cái cuối cùng. Wow. Tên ổng đúng ngoài tốc độ luôn các bạn ơi. Oh my god, 16 phút trôi qua, ăn hết 50 cái nha. Chuẩn bị. Bé Mai thì còn 4 cái nữa. Là cái ngôi sao hy vọng này chắc chắn là thuộc về đội của anh Hoàng Speed rồi. Nè cảm em là anh, bạn anh tên thù. Thôi không vào đó lên. Nice. Không thể tin được. Là một cái cúp điện đang có bình xốp đen nè. Rồi chúc mừng em đã lọt vào vòng xong. Chúng ta có hỏi đi vai rồi. Có phát biểu gì không em? Chắc em ăn 1-2 cái thôi anh ơi. Game này dễ. Cái gái luôn, cái gái luôn. Ủa đây 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 đây. Lúc đầu ăn 1-2 cái. Một hai trái đó bạn ơi. Người thắng quyền gái. Chúng ta sắp có người thứ hai hoàn thành. Đặt quyền của kẻ thắng. Chúng ta chuẩn bị coi kết quả của người về hai nha bạn. Từ từ thôi em. Em về hai rồi nên không cần gấp, em đối thủ còn rất là nhiều. Em hết cái mắm em về luôn nha. Được. Về quê. À, đội của em đang chơi chiến thuật gọi là Dương Nông Kích Tây, có nghĩa là bây giờ không ăn để nó hủ ăn xong cái trào cái lụm giải luôn. Không phải. Không phải, phải. Điểm số cái bà ơi, giờ có trào cũng điểm số cái rồi. Không phải. Ừ, hả? Đợi camera tới. Để đây, mời mọi người ăn mực ở trong bánh xèo nha. Đây là mực tươi hồi sáng cô nướng bánh xèo 7 giờ sáng đi chợ mua. Hồi nãy mình ở trong đó mình nghe được như vậy thì mình sẽ ăn thử cho mọi người biết nha. Wow. Rất là ngon nha mọi người. Rồi, mọi người hãy follow kênh TikTok của chúng mình nhé. Cảm ơn mọi người. Qua kia đi anh ơi, em ăn hết nổi rồi. Qua kia anh ơi. Rồi nói cái gì luôn kìa trời. Rồi, cái thứ 50 nha bạn, của bên bé Mai là được khoảng 19 phút nha. Khoảng 19 phút là được 50 cái. Chuẩn bị hoàn thành. Rồi, 19 phút nha bạn. Hoàn thành, rồi về phòng luôn, dắt bạn về luôn ăn. Về ngủ luôn. Vậy là chúng ta còn 3 bạn cuối cùng xem là người bạn nữa. Trời ơi. Không ở luôn rồi. Chấn động tam giới khúc này. Anh Dương à. Em khô nước luôn rồi. 40 cái. 2, 4, 6, 8, 10, khoảng 18, 20 cái gì em. Đó, vậy mình có ăn. Đâu, anh chuẩn bị ăn tiếp đó, em lo ăn đi. Một loạt nữa em bị loại gì tới giờ. À, vậy bây giờ nếu như theo cái tình hình này thì bây giờ là Dương Đu Ba với lại anh Bảy là không cần ăn, chẳng có chắc chắn qua vòng. Tại vì bên đây còn tới 40 cái rồi, bây giờ chúng ta chỉ chờ hết 10 phút này và có kết quả ha. Chấm đi anh. Ok. Chấm đi anh. Rồi, 7 6 5 4 3 2 1 ngủ luôn. Ai no quá đi về ha. À, nãy giờ thì ngồi đếm thì bạn Bằng ăn được 12 cái. Là còn 38 cái. Đúng như vậy. Tiếp theo là Dương Đu Ba là ăn được 30 cái. Còn 20 cái. Cuối cùng là anh Bảy Nghĩa là ăn được 22 cái, là còn lại 28 cái. Ở đây còn lại là 20, 28 và mà người thua cuộc đó chính là Phạm Thế Bằng nha mọi người nha. No. Kiểu như là chức quán quân mà quý giá nhất chính là chiến thắng trong lòng người hâm mộ Bằng à. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh đã rồi. Cảm ơn hai em. An ủi. Dạ. Rồi hai em về phòng ngủ luôn, mai đặt vé xe về. Em nhà đâu em? À hiện tại là nhà em đang ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Rồi nha. Đặt vé về Sài Gòn luôn. Rồi cảm ơn em nè. Cảm ơn anh. Cảm ơn em về chương trình ha. Vui lắm á, nhưng mà ăn yếu thiệt. Rồi ok, hai bạn này đã chấp
tiếp tục vào vòng kế tiếp nha. Về phòng ngủ 11 giờ mọi người. The next day. Chào buổi sáng. Hiện tại là mình đang ở chợ Phan Thiết các bạn. Và xung quanh chợ này mình thấy là có cái món đặc sản gọi là bánh bột lọc nè, bánh bèo lá dứa, bánh bèo mặn, bánh su sê. Quá tuyệt heo với món đặc sản rất là của Phan Thiết luôn nha các bạn. Và vòng ăn sáng này tụi mình quyết định là sẽ là ăn những cái cô bán những cái món đó nha các bạn. Xung quanh chợ Phan Thiết này có khoảng 4-5 cô gì đó. Và hiện tại vòng này là còn 4 người chơi. Và ở đây mình có một cái chiếc căn nha các bạn. Vòng này bạn biết giống vòng sushi của tập 1 nè. Từng người sẽ lên căn. À, mình có bỏ bớt điện thoại hay gì ra là mình sẽ đem luôn tới cuối luôn nha. Chứ mình mà lấy ra xong rồi mình lấy vô lại mình lỗ cái chịu ha. Là căn là dính luôn á. Là từng người căn. Ai căn trước? Thôi vậy mình đi từ bên đây đi. Ok, anh bảy bực bảy mà, bảy nghĩa chơi trước. Mình ngồi xuống nó không có nhảy số. Rồi ngồi xuống luôn. Đó, cho dễ căn cái nè. Đừng nhúc nhích nha. Rồi 77,35 ký. Bạn Dương Đu Ba nè. Này chắc 100 ký quá em. Hơn luôn á. Qua lại á. Thôi mình lấy số lẻ cũng được, chú chẳng cũng được nè. 101, cho 50 luôn. 50 luôn. Rồi 50 luôn, có 5 gram của CJ gì đâu. 5 gram bóc tay à. Em khoảng nhiêu ký ta, chắc 70 ha. À, bé Mai sẽ là 76,90. Có mấy gram không sao đâu bạn ơi. Mấy gram có chút xíu à. Rồi anh ngoạn tốc độ nha. Rồi 60 ký. Số nhảy vô quá, ông này bật mạnh quá sao á. Vậy là chúng ta đã có số liệu của 4 người chơi. Và luật chơi rất đơn giản các bạn. 4 huấn luyện viên của 4 người chơi sẽ được phép là đi mua những cô bán bánh bột lọc, hay là mua những cô bán cà phê rồi nước mía đâu các kiểu, và đem về đây cho 4 người chơi ăn uống. Và cứ mình ăn rồi uống đồ các kiểu vô. Và sau 30 phút ai mà có cái số ký trên lệch cao nhất thì được một ngôi sao hy vọng và vào vòng trong. Người có số ký mà trên lệch thấp nhất thì phải bị loại bạn. Vòng này loại một người nha, 3 người vào vòng trong. Đơn giản vậy thôi. Và để cho tránh ăn gian là spa mà uống nước liên tục với bạn, nên sẽ có một cái gọi là, ví dụ như chúng ta ăn một bịch bánh bột lọc thì chúng ta mới được phép uống một ly nước. Hoặc còn không thì chúng ta ăn bột lọc 3 cái, 5 cái, 10 cái gì đó uống nước vẫn được. Tức là phải có cái xen kẽ là bánh, nước, bánh nha, chứ không có hai cái nước liên tục. Để chống sờ ba là uống nước cái ọt cái đầy bụng ra cái lên là game nó dễ, đúng không? Phải có ăn rồi vô nữa. Và vòng này thì cấp cho huấn luyện viên mỗi người 5 xị để mua bánh bột lọc ha. Bánh bột lọc là khoảng 30 ngàn một hộp à. Thôi mình hỏi mua đi, 5 xị. Hỏi mua thì hua thôi, có đâu. Đúng không? Dạ đúng. Vậy yeah, hỏi 5 xị với mua là mình chọn cái nào em? Dạ 5 xị với mua, chắc mua của anh, tại 5 xị lớn hơn 20 triệu. Ồ, oh, đây là miếng nha bạn, miếng giả ngay ngốc nha. Hay á bộ. Là mấy đứa hiểu luật chơi chưa? Dạ rồi ạ. Mỗi lần người chơi ăn xong thì mình mới được phép đi mua món tiếp theo ha. Dạ. Tức là le lử ra cái mới được mua món tiếp theo. Dạ rồi ạ. Những món mà nước uống có đá thì chỉ cần hút hết nước thôi là được phép đi mua cái tiếp. Và cái ly đá bị tạ thu chứ không phải là ngồi ăn đá ha. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Lấy con một hộp bánh bột lọc bỏ ra. Ủa em không cho đũa gì ăn hả? Ăn không đi. Ơi nó mua nó không cho ta đũa luôn kìa. Chắc đội kia cũng mua về mấy chứ. Đưa cho người chơi xem nó lui em đúng rồi. Rồi lui anh kia luôn cũng được à, đó. Bột lọc hay ấy em. Rồi ok. À cô ơi hết tiền cô ơi, còn dám đủ không? Đây có một cái tình trạng như thế này các bạn. Là cầm tiền nhưng mà mình á cũng đưa 500 và tí mình quay lại và chú phải đi đổi tiền cho mình mới có tiền hối. Mẹ anh ơi, em ăn xong rồi. Em ăn xong rồi. Hồi đó Thịnh chưa tính tới chuyện là mình có đây có tất cả là 5-6 cô thì mình tách ra bạn này 4 thằng nó cùng mua một cô không có tiền hối nha. Anh ơi, chết lên, em xong rồi. Ủa rồi, chăm chở đây con nha. Cảm ơn con. 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 Cảm ơn con.
Rồi giờ đây bắt đầu mới hỏi nè, muốn đi nghĩ hỏi người chơi muốn ăn gì, món gì tiếp. Anh ơi. Bánh bèo. Em xong rồi. Nước. Sao anh đứng? Nào về có lấy tiền khỏi về không? Có anh ơi. Đúng rồi, phải lấy tiền về. Tiền tao cháu bút lực chơi vậy dạ. gì chơi mà cho cô tiền. Đúng không? Đúng rồi, gái em chơi hết mình rồi. Rồi, ăn gì nữa? Bánh bèo. Bánh bèo. Đó, vậy đó, đúng lực. Giống trà gừng hả? Nó hình như đó là trà đường á em. Có mùi, nó có mùi gừng nè. Có mùi gừng. Rồi lấy tiền khỏi rồi các kiểu. Dạ, đi trà đường khoảng nửa ly đá thôi cô. Hào về. Chục bịch đá thôi, chung cái quay kiếp dọn. Bánh này là bánh gì đây? Quay cho cần quay cho anh cái nè. Thôi mình cứ mở ra hộ máy đẹp. Bánh bèo đây lạ chứ hả? Rác cứ gom hết một góc cho anh, chung quay kiếp anh nó dọn. Đúng rồi. Coi chừng hiếu tiền chứ không đủ tiền mua nha, mọi người có 5 xị rồi đó, khó cho đủ nha. Dạ ok rồi. Trà gừng hả đại? Trà đường anh. Rồi gì nữa anh, ăn gì nữa anh? Ăn gì nữa? Bánh bèo luôn đi. Bánh bèo hả? Phải le lưỡi mới được mua tiếp. Đồ sách nào cũng được, nghĩa là bánh. Mình là người đi đầu tiên mà không nghĩ sao giờ thành người cuối cùng luôn rồi. Mỗi lần ăn xong le lưỡi mới được order tiếp nha. Lấy gì? Nước. Nước. Bánh một lầu anh ơi. Chưa ăn xong mà, mỗi lần xong rồi order với em. Dạ, đây là chiến thuật của em à. Vậy hả? Muốn ăn cái gì là nấu trước một món à. Nhưng mà dạ vẫn không vắng. Sao? Xong. Vậy em? Dạ, bánh một lầu anh ơi, một lọc nha anh. À, đây là những người đang chờ đợi những con chiên đem hàng về. Rồi đã về. Bánh gì đấy? Bánh bột lọc. À, kẹt cô hết tiền. Chết tôi nữa rồi. À. 5 phút đã trôi qua nha các bạn. Nè bên đây mới đúng nè, bánh này là phải có đậu phộng như vậy nè, bên kia là nãy Dương Smith ăn là hiếu rồi nè. Đó, có đậu phộng là muối đậu rồi. Ăn về nè. Đó ăn về. Chuẩn bị phỏng vấn bạn bên đây ăn món tiếp theo nè. Hào về nữa. Le lưỡi cái nè, rụt cái rột cái rồi. Bánh bèo. Chút có đổ bánh bèo không em? Order. Nước đi. Nước. Rồi. Bảy phút đã trôi qua rồi nha các bạn. Anh lên. Món gì? Nước. Chạy. Anh. Mấy đồ mình đem bán. Mấy cô cãi lộn. Mỗi lần xong mới đổ đó. Dạ. Nước. Toàn về. Không giờ cho tắt là không kịp đâu, đông quá. Nhiều xe lắm, mình đi nhiều xe lên. Xa lắm anh. Mà mình còn đỡ hơn là bị đông. Dạ, thằng đó thì biết. Em chỉ nói đồng đội em là không có ý là mình chơi chiến thuật là có rất là nhiều cô với đứa không có cô không à. Dạ mấy một lọc. Rồi anh Bảy sắp xong rồi nha. Nhớ chuyện của mắm nha. Okay, hút cái rột cái mới được order nha. Nước là phải rút cái rột, hút cái rột nha. Rồi order. Bánh một lọc nhiều có nước mắm nha. Okay. Bánh một lọc nhiều nước mắm. Bánh xù xê. Bánh xù xê. Có lạ chứ à. Mỗi lần nghe một tiếng rột thì được order tiếp ha. Còn đồ ăn thì phải le lưỡi. Bánh bột lọc. Bánh bột lọc đó, nhanh lẹ không? Nhiều quá lộn gì đó hả? Nước mắm mà cỡ không kìa. Quá. Không sao đâu. Nước mắm mới là tốt rồi. Con này tốt quá. Ồ, bánh sushi, qua review bánh sushi nha bạn, bánh sushi. Wow.
ngon là bánh này bánh ngọt ha. Anh Bảy anh ăn là phải điều nghệ cho dày cho bạn, bỏ mè đồ vô ăn mày không ngán nha. Múc ban mà. Nè quay bạn coi là ASRM nè. Đúng ASRM luôn á. Cay không em? Phải ớt là định uy tín á. Còn hoàng bét thì ăn cực nhanh luôn, bạn nuốt ọt 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 không. Quá dữ luôn á. Nước. Nước. Em bánh bột lọc thôi đúng không? Đúng rồi, hết bánh bột lọc thôi. Bánh này kiểu... Topping là mấy cái rau rác là không cần ăn. Bánh xù xơi. Nước đúng không anh? Ừ. Rồi ok, em hiểu ý mà. Nước, nước, nước. Bây giờ thì mọi người bắt đầu hiểu ra là chỉ có 500k mà mua những cái món mà nó mắc tiền như bánh bột lọc 50k một hộp thì sẽ không mua được nhiều các bạn. Chuyển qua mua bánh xù xơ 25.000 rẻ hơn nha. Bánh giống cái máy à? Bánh xù xơ. Bánh xù xơ. Bánh xù xơ. Nhanh đó bộ, nhanh đó. Cho anh bánh xù xê thử đi. Bánh xù xê thử, ok anh. Một bánh bột lọc nó bắt gấp đôi bánh xù xê. Xù xê hẹp lọc, bánh bột lọc 50 lần. Chứ không ai thử bánh lá dứa luôn kìa. Còn nhiêu tiền Hào? Dạ 285k. Ờ nãy giờ bao nhiêu hộp rồi ta? Chắc cũng khoảng chục hộp rồi ha. Dạ không nhớ nổi, lo chạy không anh này. Vậy là mua được khoảng chục hộp nữa mà thời gian cũng đủ á. Còn 18 phút nữa. Ờ, thì nó mới rẻ á. Dạ. 15 ngàn là rẻ đó. Nó lộng hoàng để ăn chiến, thật sự ăn rất nhanh luôn các bạn. Để luôn á. Bánh gì nữa hả? Bánh này nữa hả? Là bánh... Hai nước. Là bánh xù xê. Vâng. Nước hả? Bánh hả? Xù xê. Xù xê luôn. Mọi người đang chuyển qua cái chế độ là ăn bánh xù xê là 25k một hộp các bạn ơi. Nè, chuẩn bị qua anh Bảy nè. Chuẩn bị xong cái hộp bánh xù xê. Tà tắc ấy. Ok. Tà tắc. Nãy giờ là em có tiếp rồi mua được bao nhiêu hộp chưa anh? Nhiều lắm em không nhớ nè anh ơi. 20 không? Chắc không đâu, một hộp tới 50 ngàn mà mấy hộp đầu 50 lắm. Ờ. Vậy em nghĩ chừng khoảng 10 hộp, mười mấy hộp rồi cùng à. Nước là cũng cỡ đó hả? Nước 5. Tiền còn nhiêu em? Ồ 55 un. Sắp hết tiền rồi. Sao anh lớn quá vậy? Hào còn nhiêu Hào? Dạ 150 anh ơi. 150. Chuẩn bị qua phòng dán bé bên đây nè, ngồi chơi nè. Còn nhiêu tiền Thần? À, em còn 350 nè. Ồ, 350. Chuẩn bị phòng dán thêm đại đâu ta. Đây đại về nè, đại về. Em quay vô camera anh phòng dán rồi, em coi còn nhiêu tiền. Em còn là 210. 210. À, mệt quá. Anh ơi, em thấy đó hủ của em đang bị chập chờn rồi anh ơi. Nào nào. Để em đồng tiếng cho. Ủa? Thôi hay là mình dần đi, mình dần đi. Mình còn mình vô được 100 chắc rồi, bên kia đó hũ đang xuống rồi. Ờ. Ha. Ok ok ok. Còn nhiêu tiền ăn? 10 won. 10 won mua được cái gì ở chợ Phan Thiết? Với cái mỏ của em thì em có thể trả giá được.
Ly chào. Ly nước mía. Rồi đi luôn, chấp em luôn, đi luôn. À, bán con ly nước mía nhưng mà con còn 10 ngàn á cô. Nãy giờ cũng mua nhiều quá cô, khuyến mãi con dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều luôn ạ. Dạ. Mọi người có mua nước mía để đến ủng hộ cô ở Phan Thiết nha các bạn. Yeah. Chúng ta đã thấy có sự buông bỏ của anh Bảy, còn là một cột Toàn. Bánh ngon lắm, thử thực kỳ phiếu Toàn. Để em. Bánh này ngon anh, chỗ chấm với đường cứ ngọt ngọt không. Ồ. Cú cú, mệt quá. Nói chung là chỉ còn có 1 phút 40 giây nữa là kết thúc video các bạn ơi. Dòng này là dòng cuối rồi nha. Ăn hết tiền luôn ăn. Quá trời anh à. Hết luôn. Quá hay. Sao dính này chứ em nghĩ ăn bánh bột lọt 1 tháng luôn anh. Nãy giờ anh thấy em ăn chắc cũng gần chục hộp rồi đó. Chuẩn bị 5 4 3 2 1. Hết giờ. Rồi ok, bây giờ mình clear cái đống này, cái bắt đầu là sẽ dọn nè. Rồi mấy bạn thấy là đây là chiến tích của mấy bạn ăn khá là nhiều nha các bạn. Rồi ekip dọn này cái mình đem căng lên, căng luôn mọi người ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta bắt đầu căng xem cái số ký chênh lệch nha các bạn. Đầu tiên là anh Bảy lên đây, anh Bảy ơi. Thử coi được tạ chưa. 79 ký. Rồi sau khi lấy máy tính ra bấm thì là độ chênh lệch là 1.65 ký. Là nãy giờ ăn được là 1.65 ký đồ ăn chứ nước uống. Rồi tiếp theo là vươn lên nha. 106, cho 35 xuống cái giữa đi. 106.35. 4.85. Oh my god. Lên luôn nè, bé Mai nha. Nó cứ nhảy 82 rồi xuống thì cho tấp. Không sao đâu, lấy xuống số giữa cũng được. Rồi 82 luôn. 5.1 ký. Wow. Và cuối cùng là hoàn tốc độ nha. Nó cứ 65 rồi xuống thì cho chuẩn bị là sẽ lấy 65 là đẹp nha bạn. 65 ký. 65. 4.4 ký. Rồi nó tên hiện cái số đầu là số đập cân đầu, số cân cuối và trừ ra giúp mình cái là mỗi người tăng bao nhiêu. Vậy là ngôi sao may mắn. Boom. Một con... Chúc mừng bạn đã là người giành chiến thắng. Vậy là Hoàng là về về nè, Dương về ba em. Và cuối cùng là anh Bảy là chỉ có 1 ký xăm mấy thôi. Rồi bắt buộc phải loại bỏ vòng này tại mình chơi loại trừ. Cảm ơn anh nha, tham gia chương trình. Anh Bảy Nghĩa thì bằng tuổi mình nhưng mà mình thích ai mình thích kêu anh đó bạn, nên cho nó dễ gọi chứ lẽ giờ kêu bằng em mà mặt ổng cao hơn mình như vậy nữa, kêu bằng em thì kỳ lắm. Và cảm ơn anh ha. Thật sự là anh khiêm tốn, nói chuyện ít ghê luôn á. Là mình chuyên làm dễ gì anh? À, mình làm tự do. Cũng tập tành làm YouTube với TikTok rồi. Ồ ok ok. Rồi Toàn dắt ảnh đi xả test đi Toàn. Ok anh, để anh. Kìa anh thấy có massage đấm bóp được cái kiểu em. Em lỡ ra đấm bóp cho ảnh đi. Ngon nè. Rồi vậy là ba bạn này đã được vào vòng tiếp theo và trưa nay mới ăn thêm cái nữa nha bạn. Phải có thời gian nghỉ ngơi nha. Ok. Woo. Rồi sau cái vòng ăn sáng xúc miệng xong thì mình dắt những bạn khuôn cuộc đi chơi chợ Phan Thiết bạn. Tại kế bên cái chợ Phan Thiết nè. Đây. Hiện tại là 9:10 đi chơi chợ Phan Thiết nha. Vô chú đụng kìa. Đi. Là cái bánh này là như cũng là đặc sản Phan Thiết đúng không cô? Đây nó có chữ nữa bạn. Bánh rới đặc sản Phan Thiết các bạn ơi. Rồi đặc sản là lụm mà. Cho bỏ vô bịch cho cô tiền. Ủa có hai màu lận. À cái này là khoai lang vàng, cái này là khoai lang tím. Cái này có đặc sản không cô? Uống đặc sản luôn nè, cứ đặc sản là mua đi các bạn. Wow. Đặc sản Phan Thiết, cái đó là gì em? Đặc sản dừa non Phan Thiết anh ạ. Kẹo dừa hả? Dạ. Kẹo đậu dừa, đặc sản Phan Thiết luôn. Đặc sản Phan Thiết. Ủa đâu có đâu, đặc sản Hòn Nôm mà. Ủa? Hòn Nôm Phú Yên. À, tốt rồi. Vậy mà là Phan Thiết, mà chơi luôn đi. Anh Lâm à, đặc sản rừng rậm Phan Thiết. Là đây là gì? Trái xài. Đặc sản rừng rậm. Ngon. Còn nào đặc sản nữa? Bánh xoài cũng đặc sản luôn cô. Cứ có chưa đặc sản là lụm hết đi bạn, đặc sản nè. Đặc sản bánh xoài. Đặc sản miền Tây hả? Chơi luôn đặc sản miền Tây luôn nha. Đặc sản cố đô Huế. Đâu? Có chưa đặc sản không? Ơi đặc sản cố đô Huế luôn kìa.
Sao quán cô bán toàn đặc sản không ạ? Dạ. Là còn gì đặc sản nữa không cô? À, bánh bánh tén ruốc gì nè bạn. Bánh tén bông ruốc đặc sản Bình Thuận luôn. Cái này cũng đặc sản luôn hả cô? Cái đồ này là ở đây làm không ạ? Bánh này không có chữ. Bánh này là bánh gì cô? Bánh kẹp đậu phộng với lại dừa á, cái đó ngon. Cứ cô quảng cáo ngon ăn đại đi. Cái đó đặc sản của em. Món gì? Đặc sản Đà Lạt. Đặc sản Đà Lạt. Bánh tráng mắm ruốc. Rồi đặc sản Đà Lạt luôn rồi. Sao cô bán đủ miền hết hả? Anh Lâm ơi, đặc sản Đài Loan anh. Gì đặc sản Đài Loan hả? Bánh miền lớp anh ơi. Đâu 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 đâu. Cái này ngon, cái bánh miền lớp ngon. Cái này ngon hả? Dạ ngon, em hay ăn lắm. Ngon. Bánh miền lớp. Giật luôn. À. Bánh này ngon. Bánh này là bánh bánh này là bánh là Hồ Cam Đao. Bánh này chắc được rồi ha. Đặc sản ông họ. Đặc sản Phan Thiết nè, món này mình chưa mua nè đúng không? Rồi đặc sản luôn. Tính tiền lẻ với anh hết là 500 hả con? À, đặc sản Phan Thiết. Không, nè, em tự lý anh em cầm ít thôi. Nè, nguyên cầm này nè, anh thấy em là khỏe đúng không? Học võ không? Dạ có. Thấy chưa? Học võ nó phải cầm gì vậy? Rồi, tình hình là trưa với bạn. Và trưa nay tụi mình chọn quán là Răng Mực Lon với bạn. Một quán bán đặc sản của Phan Thiết Bình Thuận chúng ta chính là quay quay ngay cái món răng mực kìa. Đó. Răng mực nướng nè, răng mực bơ, răng mực hấp. Rồi răng mực xào bơ tỏi nha bạn. Ở bên đây thì có răng mực chiên bột. Rồi cái kiểu quán đa số là mấy món răng mực. Còn có các món hải sản khác. Ekip chưa ăn cơm gì hết. Nhìn thèm quá bạn ơi. Ăn cơm cho em. Chưa anh nè. Kệ em. Rồi, vòng này chúng ta sẽ chơi rất là đơn giản. Ba đội chơi sẽ có ba huấn luyện viên đưa ra cái mức giá. Mà giá này mình không có đấu tiền mà phải đấu bằng thời gian nha bạn. Ví dụ như mình lên đầu tiên là mình lên món răng mực chiên này đi. Mình bỏ lên bàn này. Giá khởi điểm của cái món này sẽ là 5 phút để hoàn thành cái dĩa này. Và 10 giây. 10 giây. Cái bên kia một giây, có ai trả giá hơn không? 0.5 giây. Rồi, 0.5 giây là cái giá thấp nhất. Và bé Mai sẽ qua đây ăn cái dĩa răng mực này trong 0.5 giây. Nếu hoàn thành lụm 1 điểm. Nếu như không hoàn thành trong 0.5 giây thì mất 2 điểm. Chơi tổng là 10 lần. Ai có nhiều điểm nhất thì sẽ được một ngôi sao may mắn vào vòng chung kết. Ai có nhiều điểm gì thì đi vào không có ngôi sao. Và người điểm ít nhất thì bắt xe đi về. Xong. Ok, lượt chơi đơn giản vậy thôi. Về lại nơi xuất phát. Đúng rồi, mình được phép, nhưng mà mình game này mình được phép hội ý được các kiểu ha. Chứ không phải là trả giá ngáo như tập 1. Tập này tập 3 có kinh nghiệm hơn nha các bạn. Anh làm vậy kiếp ùa về anh à. Rồi, mấy đứa là hiểu luật chơi chưa? Dạ hiểu. Rồi, đầu tiên thì cho anh combo 4 món răng mực đó, nhìn khá là ngầu luôn á. Đây, răng mực hấp nè. Răng mực bơ tỏi nè, răng mực sa tế nè. Và răng mực nướng, 4 món răng mực. Cái này là răng mực nước dừa các bạn, mình tưởng nó bơ nước dừa mà nó sệt sệt vậy hả? Ồ, nhìn hấp dẫn lắm mọi người ơi. Wow. Và nếu như mình các bạn, nếu như mình thì mình sẽ ăn cái dĩa này trong vòng 5 phút. Dĩa này 2 phút. Dĩa này 5 phút, dĩa này 5 phút là 15 với lại 2 là 1. Ấy, 17. 17 phút, nếu như mình sẽ ăn 4 dĩa trong vòng 17 phút. Và giá khởi điểm của 4 dĩa này sẽ là 17 phút. Có ai trả giá thấp hơn không? Cho nó phụ trả giá trước đi. Mời nó phụ trả giá. 10 phút. 10 phút. Ai nữa? 9. 9 phút. Dạ, 8 rưỡi. 8 phút 30 giây. 8 phút 30 giây. 8 phút. 6 phút. 6 phút. Đâu hùng dĩa đại. 6 phút có ai trả giá hơn không? Thầy ngàn. Anh sợ cái răng này thôi, 5 phút luôn. 5 phút. Lớn lên em. 5 phút. Đúng rồi. 5 phút là thứ nhất. 4 phút 30 giây. Trời ghét thiệt chứ. Cái số giây đó 1 phút. Nhiều. 4 phút thì chờ. 4 phút là thứ nhất. 4 phút là thứ hai. 1, 2, 3. 3 phút 45 giây. À, chúng ta chỉnh lại là chỉ được trả giá lần 30 giây ha. Thôi vậy, lực chơi vẫn còn. 3 phút 45 giây. 3 phút 45 giây là thứ nhất. 3 phút 30. 3 phút 30, rồi. Sai lầm
30 mà đây là 30. Bây giờ từ đây nè, từ bây giờ là bắt đầu là 30 ha. Rồi 3 phút nhiêu chứ? 3 phút 30 giây. 3 phút 30 giây là thứ nhất. Nè 3 phút. Giống giống ngáo thời gian quá ta. 3 phút rồi đó, 4 dĩa 3 phút, tốt rồi. Cho tụi em đi trừ điểm mà tụi em hết ngáo anh ạ. Để đây mà hỏi ý. Thôi chúng tôi bỏ. Bỏ. Sao bạn? Thôi bỏ. Bỏ đây. Rồi, bẻ bay đội của anh qua đây. 3 phút đúng không? Dạ. Tuyệt vời luôn. À, vậy là 4 dĩa răng mực này. Quay gần cho mọi người xem răng mực là nó như thế nào bạn. Răng mực là ngay giữa con mực đó, nó có một cái cục miệng của nó, là nó có cái răng này vậy, gọi là móc ra hay gọi là cái răng mực. Và ở đây có 4 phần này và bên em đấu giá là 3 phút. Dạ, 3 phút. Là ăn hết miếng răng mực thôi, không cần ăn rau rác đồ các kiểu. Vậy ha. Trước nha. À, không cần ăn hành, không cần ăn hẹ gì hết, chỉ cần ăn răng mực thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. 3 phút. Từ từ thôi em. Nếu hoàn thành có ngay 1 điểm. Rồi. Hồi nãy nói là ăn 5 phút đúng không? Không. Anh ăn 5 phút. Dạ đúng rồi, nãy em nghe nói là ăn phút 3 phút 30 giây. Không, anh ăn cái dĩa này là nãy nói anh ăn 5 phút. À. Dĩa này anh ăn 5 phút, dĩa này anh ăn 5 phút. Tổng cộng là 17. Mà nãy giờ chưa được 50 giây nữa. Mới có 30 giây rồi mọi người ơi. Từ từ. Em vẫn còn tới 2 phút 30 giây. Dĩa này là khó nhất bởi vì ngay giữa nó vẫn còn cái răng. Đặc sản của cái món này là ngay giữa nó còn cái răng. Còn miếng này nó rớt này là mới lên ăn. Đúng rồi. Coi chừng rớt, từ từ em. Món nào mà rớt mà xuống đất mà không lụm lên được thì mình sẽ cộng vô là 10 giây ha. Từ từ thôi. Còn tới 2 phút lận. Le lưỡi cái bắt đầu cũng dừng nha. 1 phút 2 giây. Đợi. Ăn mai. Ăn mai, có ngay 1 điểm. Vậy chợ, quá hay luôn, đúng là ăn mai. Ok, chúng ta đến với vòng thứ 2. Và vòng này tụi mình sẽ ăn món này là món chả mực. Chả mực chiên nè. Chả mực hấp. Chả mực chiên bánh tráng. Cái này là răng mực chiên bột với bạn, nên mà thôi mình để đây riêng. Dòng này mình ăn 3 dĩa thôi. Đó, 3 dĩa, chỉ cần không cần rau. Muốn hít thì khỏi ăn luôn cái dĩa. Và nếu như sức ăn của mình thì dĩa này thì phải là 5 phút, dĩa này 5 phút, dĩa này 5 phút. Và giới điểm là 10 phút cho 3 dĩa. Đúng rồi, 10 phút cho 3 dĩa. 5 phút. 5 phút. 4 rưỡi. 4 phút 30 giây. 4 phút. 4 phút. Yeah. 3 phút 30 giây. 3 phút 30 giây. 3 phút. 3 phút. Chuẩn bị điểm nè. 3 phút là thứ nhất. 3 phút là thứ hai. 2 phút 30 giây. Wow. Rồi bây giờ nói chung là bây giờ nếu như mà dưới 3 phút thì mình được trả là 15 giây ha. Còn dưới 1 phút thì mình được trả là 5 giây. Vậy ha. 2 phút 45 giây anh ơi. Mày khôn. Rồi 2 phút 45 giây. 2 phút 45 giây là thứ nhất, 2 phút 45 giây là thứ hai. Chốt kèo. Rồi, và đội của em là đội chống thiêu anh ơi. Chống thiêu con Hoàng Speed. Đội trưởng đội chống thiêu. Và dòng này chúng ta không cần rau, hít thì phải ăn luôn cái dĩa. 3 phút mấy giây? 2 phút 45 giây anh. 2 phút 45 giây. Ủa khoảng 2 phút 45 đúng không? Đúng rồi, 2 phút 45 giây, chuẩn bị nha. 3 2 1 bắt đầu. Không, cái này ăn có chừng ngẹn á nha. Từ từ thôi em. 10 giây. Nói chung là bé Mai cũng thấy là chiến thuật cái nãy kêu ăn bỏ vậy, khá hay. Một dĩa là hoàn thành trong vòng 55 giây một dĩa nha. Nếu như vẫn cái đà này thì chắc chắn là hoàn thành. Phải lia cái luôn, còn nhiều thời gian mẹ lia cái luôn cho nó đối thủ của mình là nó sẽ tập phục đúng không? Hẹn cái này nữa đi em, còn tới 40 giây luôn. Còn tới 40 giây thôi. Còn 40 giây coi, còn 45 giây, còn 45 giây. Rồi có chưa tới 2 phút nữa nè. Rồi đội chống heo có ngay 1 điểm. Ok, chúng ta đến với món ăn thứ 3 và món này mình quyết định là sẽ chọn là mì xào ốc móng tay và mì xào tôm. Món này mình thấy là nó có
tôm. Tôm thì dòng này có thể không ăn đầu, không ăn vỏ, nhưng mà hết thì cứ ăn. Còn những món rau trong cái dĩa mì xào này là ăn hết luôn nha. Cái này cũng ăn luôn, ăn sạch luôn. Trong dĩa mì xào này ăn hết. Và nếu như một người bình thường như mình ăn thì dĩa này phải 10 phút, dĩa này phải 10 phút các bạn. Và giá khởi điểm là 15 phút cho hai dĩa. 13 phút. 13 phút. 10 phút. 9 phút. 9 phút lần thứ nhất. 9 phút lần thứ hai. 7 phút. 7 đây là 7 đây là 7. 7 phút. 7 phút. 7 phút lần thứ nhất. 7 phút lần thứ hai. 6 phút 30 giây. 6 phút 30 giây. 6 phút. 5 phút rưỡi. 5. Em sao? Đã nhiều phút rồi anh. 5 phút 30 giây. 5 phút. 5 phút. 5 phút lần thứ nhất. 5 phút lần thứ hai. Chúc kèo, đúng không? Đồng đội em đã nói à, tôi có thể ăn được nhưng mà tôi nhường. Rồi, xin mời. Mời à, bạn gái khác rồi đồng đội bạn nữa. Và đội ăn mai đấu giá hai dĩa mì này với giá là 5 phút. Dạ. Yeah. Được phép ăn dĩa, được phép ăn đầu tôm luôn. Ủa ăn luôn dĩa? À, được phép thôi, à, được dạ. Phép. Em không thích thì không ăn. À dạ dạ rồi. Ok không? Chuẩn bị nè. 3 2 1 bắt đầu. Mới có 33 giây thôi và chúng ta đã gần xong một dĩa thứ nhất rồi nha mọi người. To rồi, đại ơi, ăn lại nhanh quá đại ơi. Rồi là em đặt vé xe cho bạn em đi về luôn không? Không Dương. Em đặt lúc 2 giờ rồi. Em đặt rồi hả? Em đặt luôn rồi. Tôi chết luôn rồi. Rồi ok, chuẩn bị le lửa nha. Wow. 3 phút 10 giây cho hai dĩa mì và đội ăn mai có ngay 1 điểm. Quá tuyệt. Ok, chúng ta đến với món ăn thứ tư và món này mình quyết định sẽ chọn sẽ là mực chiên nha các bạn. Cho anh 3 dĩa mực. Đây chúng ta sẽ có 3 dĩa mực là mực sa tế nè, mực chiên nước mắm với lại mực háp cho bạn. Ở cái phần ăn này thì để tăng độ khó cho game thì tụi mình quyết định là trên cái dĩa này có rau là ăn luôn rau, tăng độ khó các bạn, gần ăn luôn gần luôn, nên cộng thêm số giây vô nha mọi người. Dĩa này một mình ăn là 1 phút là xong, dĩa này cũng 1 phút, dĩa này cũng 1 phút. Và thời gian đấu giá cho 3 dĩa mực này là 7 phút. 6 4 phút. 4 phút. Trời ơi 4 phút. 3 phút 30 giây. 3 phút 30 giây. 3 phút. 3 phút. Rồi dưới 3 phút thì chúng ta được trả 15 giây. 2 phút 45. 2 phút 30 giây. 2 phút 30 giây. Dưới 3 phút mình được trả 15 giây. 2 phút 30 giây. Sao anh trai? 2 phút 30 giây lần thứ nhất. 2 phút 15 giây. 2 phút 15 giây. Có ai trả giá hơn mà? 2 phút 15 giây. Bạn của tôi là khô máu rồi đó. 2 phút 15 giây lần thứ nhất. Lần thứ hai ăn cá rau luôn, ăn cá hết luôn, tập dĩa có gì là ăn hết luôn. 2 phút 15 giây lần thứ hai. Chốt kèo Dương Duba được lên hát đài. Nãy giờ là không được lên, giờ lên thì quá đã em. Là ăn luôn rau luôn nha, dòng này khó hơn đó nha. Bốc hả? Bốc luôn. Là dòng này là ăn luôn rau, ăn luôn hết luôn. Ăn hết luôn hả? Đúng rồi, vì dòng này anh có nói, anh có giao lực gì mà khó hơn mà. 2 phút làm gì? À, có, em có muốn nhường lại cho người khác không? Thôi, chờ luôn anh, thắng thua không quan trọng đâu. Dương à, 3, 2, 1, bắt đầu. 2 phút 15 giây chụp 3 dĩa mực, ăn luôn rau. Trên dĩa có gì ăn hết luôn. À, nếu có cái xương mực ở giữa thì được bỏ. Như xương mực được bỏ nha, xương mực được bỏ. Mười giây nữa. Mười giây nữa là đi về rồi. Không sao nè, mình thua dòng này mình còn nhiều, rất là nhiều dòng nữa nè. 5 giây nữa. Hết chưa? Cắt. Tiếc với bạn Dương Đùng Ba, món mực này nó dai đúng không em? Không thể nào ăn nhanh được. Tuy thấy nó nhỏ, tuy nó nhỏ nhưng mà ra ăn tốn thời gian vì nó dai, không nuốt được các bạn. Chúc mừng đại, team của em là team
tí hơn. Có ngay 2 điểm trừ. Vòng đấu giá thứ 5 này là mình sẽ quất là combo 3 món sò đẹp. Sò đẹp, phô mai, mỡ hành và trứng cút. Nhìn nó là hấp dẫn. Và nếu như mình ăn thì mỗi cái dĩa sò đẹp thì mình ăn chừng 5 giây và 3 dĩa là 10 giây là mình ăn xong. Nên giá thời điểm sẽ là 3 phút cho 3 dĩa. 1 phút. 1 phút từ từ. Và vòng này thì chúng ta sẽ không ăn rau. Đậu phộng mấy cái mà rớt thì có thể bỏ qua, nhưng mà cố gắng không rớt đậu phộng. Ok, 1 phút. 1 phút. Ê, mình làm cái 45 giây không anh trai? Được giảm 5 à, bây giờ dưới 1 phút mình được giá đấu giá 5 giây. 55 giây. 55 giây. 55 hả? 50 đúng rồi. Nhường. Nhường anh. Vô. Chơi luôn. Có 15 giây là anh ăn xong rồi đó. Lỡ rồi chơi luôn, chơi tới luôn đi. À, 55 giây là thứ nhất. 55 giây là thứ hai. 55 giây là thứ ba. Chốt kèo. 55 giây, anh nghĩ là được. Anh ăn một dĩa có 5 giây rồi em. Đó là lâm nào không phải lâm này. Ok không? Là bây giờ là phục thù dòng nãy đúng không? Gắng cố gắng gỡ điểm lại ha. Dù gì cũng bắt xe lỡ rồi chơi tới luôn anh. Là 55 giây đúng không? Ok. 3 2 1 bắt đầu. Không cần ăn rau, chỉ cần ăn sò đẹp, mỡ hành, cố gắng đừng rớt nhiều quá. Đó, đúng rồi. Chỉ ăn sò đẹp thôi. Đúng rồi, phải nút vậy đó, hút rột. Thấy chưa, anh nói mà chỉ cần 5 giây là xong một dĩa rồi không? Dòng này là dòng dễ, bạn dòng này chỉ cần ăn con sò điệp thôi. Còn nhiêu giây à? Còn 20 giây. Còn con kìa, con núp kìa. Còn 15 giây. 37 giây. 94. Là cho 38 giây luôn á, là hoàn thành. Do dòng này là lượt chơi dễ, bạn chỉ cần ăn sò điệp thôi. 1 điểm, đồ game. Ủa, vậy là vẫn còn âm 1 điểm. Rồi, món 6 này tụi mình sẽ có là trứng bực háp, bạch tuộc háp và bạch tuộc nướng sắp tới. Bạch tuộc thì nó sẽ khá là dai. Dòng này là chúng ta sẽ không ăn rau, chỉ ăn bạch tuộc thôi. Ba món này thì mình ăn chừng 5 phút là xong các bạn. Nên giá thời điểm sẽ là 7 phút cho ba món. 4 phút. Gì chứ? 4 phút. The hell. 3 phút 30. Xin mời. Cho hỏi đồng đội. Chuẩn bị điểm nè. Mấy phút? 3 phút 30 giây là thứ nhất. 3 phút 30 giây. 3 phút. Chuẩn bị điểm nè. 3 phút là thứ nhất. 2 phút 45. Chính là nó. 2 phút 45 là thứ nhất. 2 phút 45 là thứ hai. 2 phút 45 là thứ ba. Rồi chốt kèo. Ăn mai. À, vòng này thì chúng ta chỉ ăn bạch tuộc với mực thôi, không cần rau. Yeah. Nếu khách thì cứ ăn. Yeah. 2 phút 45 giây. Yeah. 3, 2, 1, action. À, cố gắng đừng có rớt dưới đất ha, mấy cái miếng bự rồi rớt dưới đất, mỗi miếng rớt sẽ được cộng 10 giây vào tài khoản. Ok. Thôi, cộng 10 giây vô. Một phút 27 giây. Hoàn thành 3 dĩa mực. Rồi chúng ta đến với vòng thứ 7. Và vòng này chúng ta ăn hào nha bạn. Nè, hào phô mai, hào mỡ hành đậu phộng, rồi hào hấp sả. Vòng này thì hào chúng ta chỉ cần chùa con hào vô thôi. Đậu phộng thì cứ hột rồi gớt kệ nó. Còn sả thì không cần sả. Chỉ đơn giản là giống cái dòng sò điệp các bạn. Cứ ăn mấy cái quan trọng thôi. Và nếu như mình ăn thì mỗi dĩa là 5 giây. Nên quyết định là dòng này là giá sẽ là 3 phút cho 3 dĩa. 1 phút. What the hell? Mày láo, mày da láo. 45 giây. 45 giây. 40 giây. Bỏ luôn. 40 giây là thứ nhất. 35 giây. Này là chơi khung áo nè. Chơi này. 35 giây là thứ nhất. 30 giây. Chắc không? Quay tốc độ. Rồi, 30 giây là thứ nhất. 30 giây là thứ hai. Chốt kèo, coi chừng mất điểm em. 30 giây. Rồi 30 giây cho 3 dĩa hào. Đúng không em? 1, 2, 3, bắt đầu. 30 giây khó, tốn thời gian mình lùa các bạn. Mười giây. 15 giây.
18 giây, 19 giây, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mà em không le lưỡi. À, nói chung là mình tạm cho qua luôn nha các bạn, tại vì không le lưỡi giọng quá, sao không le lưỡi em. Cho qua luôn nha các bạn, cho qua luôn. Rồi ok. 30.90 có ngay một điểm. Rồi tình hình là bạn Hoàng tốc độ là nuốt vô không le lưỡi ra nên mình không thấy le lưỡi, mình không có bám dần các bạn. Kết quả là lố 0.90. Nhưng mà bên đội ăn mai là quyết định là cho qua. Qua luôn anh. Chơi 30 giây là kỷ lục rồi, quá kỷ lục rồi. Cho qua luôn, vậy là vẫn được một điểm nha các bạn. Chúng ta đến với vòng thứ 8 và vòng này chúng ta sẽ ăn combo là 4 món tôm nha. Đây, tôm chiên bột nè, tôm luộc nè, tôm nướng sạch tới rồi tôm nướng mậu tùm lum nữa bạn. Vô. 4 dĩa tôm này sau khi hội ý của hội đồng quản trị rồi giám đốc xin điều hành được các kiểu thì mình quyết định là 4 dĩa này là 12 phút nha các bạn. Có ai tài giá hơn không? 7 phút. Khô máu nè, 7 phút nè. 4 phút 30 giây. Ơi, 4 dĩa lượng nha. Không bao giờ nha. Em chơi rồi nè. Em theo đó. 4 phút 30 giây lần thứ nhất. 4 phút 30 giây lần thứ hai. 4 phút 30 giây lần thứ 3, chốt kèo. Đội chống khiêu. Rồi 4 phút 30 giây cho 4 dĩa. Không ăn vỏ, không ăn đầu. Được phép ăn, nhưng mà có thể không ăn. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, mình xin gần miếng nha, coi chừng rớt đồ quá nha. Rớt xuống rồi mỗi lần rớt một cái gì đó là sẽ trừ 10 giây. Còn rớt con tôm này là chắc là trừ phải 30 giây á. Còn con tôm này nó quá lớn. Nếu rớt lụm lên ăn lại thì được. Phút 56 giây cho 4 dĩa tôm. Giữ 1 phút 30 giây anh ơi. Ok, chúng ta đến với vòng thứ 9. Và vòng này chúng ta sẽ búp bàn ốc bóng tay nha mọi người. Và chúng ta có 3 loại ốc bóng tay. Ốc bóng tay bơ tỏi nè, ốc bóng tay mỡ hành và ốc bóng tay xào rau muốn. Hai dĩa hai bên đó là chúng ta sẽ ăn luôn rau. Dĩa ngay giữa thì chúng ta sẽ ăn như là sò điệp nãy thôi. Ăn cái con ốc bóng tay. Đậu phộng rớt không sao. 3 dĩa này giá khởi điểm là 5 phút 30 giây. Bỏ ra 4 ăn đi. 4 phút là thứ nhất. 4 phút là thứ hai. Dễ á, anh thấy dễ á. Anh chơi không? 4 phút là thứ 2 rưỡi. 4 phút là thứ 3. Chốt kèo, không ai ta giá, chốt kèo. Và 3 dĩa này sẽ là 4 phút đúng không em? 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, chuẩn bị hai con cuối cùng, chúng ta chuẩn bị bấm dừng thời gian nha mọi người. Hai phút mười giây, một điểm cho đội âm môi. Chúng ta đến với vòng đấu giá thứ 10 và vòng này chúng ta sẽ có là ba loại nướng rang mực chiên bột và cơm chiên trứng, combo ăn trưa khá là ngon nha bạn. Và chúng ta tổng kết điểm chút ha. À, đội ăn mai là được 4 điểm, đội chống khiêu được 3 điểm và cuối cùng là đội tí hon được âm 1 điểm. Vậy là vòng này vòng cuối thôi nha, em gỡ cái em. Vậy là 3 món này là giá khởi điểm sẽ là 10 phút luôn, cho 10 phút luôn cho chúng tôi. 2 phút rồi anh. Hả? 2 phút rồi. Sao? Ủa sao nội em ra đó 2 phút vậy? 2 phút. 1 phút rưỡi thôi chứ anh. Đúng không? 30 giây thôi. Cái này là ăn được phá cho hồi luôn. Hỏi cho kỳ hội đấu giá đúng không? 30 giây. 30 giây luôn. Đợi cái anh này. Lên luôn. 30 giây. Ok, giờ tí hon đúng không? Đợi tí hon đấu giá 3 món này 30 giây mình cho hai bé cùng ăn luôn á. 1 2 3. Bắt đầu. Mất 15 giây à. Nước. Cho nó cho nước sọ. Để bàn luôn.
Rồi à, thôi 35 giây ha. À, được rồi, à, ok, tốt, good. 10 điểm cho cháu. Rồi sau 35 giây thì đội của em đã quá thời gian đấu giá nên bị trừ 2 điểm là hình âm 3 điểm. Chúc mừng một vé xe để đi về quê em ở đâu em? Sài Gòn anh. Ok, một vé xe về Sài Gòn. Cảm ơn em đã tham gia chương trình ha. Cảm ơn anh. Nói chung là ở vòng cuối này tấu hài cũng good với bạn Quang Miếng hay á. Anh thấy là khả năng tấu hài em hay. Cảm ơn em. Rồi trợ lý bên đâu rồi ta? Cho anh một ngôi sao hy vọng vào đội ăn mai. Vậy là chiều nay chúng ta sẽ có một cái vòng ăn ở sa mạc và vòng chung kết nha bạn. Rồi hai em cứ việc đi nghỉ ngơi ha, chiều nay chơi tiếp ha. Ây da, và đây tụi mình đã tới được là Palm Trắng You and Me nha bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái dịch vụ là cởi lạc đà nè, xe địa hình, rồi có cả xe bán tải mua trần. What the hell. Và cái phần chơi chung kết này là chúng tụi mình sẽ mỗi người sẽ cởi một cái phương tiện di chuyển là lạc đà, xe bán tải với lại xe địa hình là ra giữa sa mạc các bạn. Ở đây là có cái khu du lịch là Bào Trắng, có sa mạc mini Việt Nam bên ngoài đó. Ra đó bắt đầu và chơi vòng chung kết nha. Ok nè, 3, 2, 1, bắt đầu. Mình có cách nào mà mình di chuyển nhanh hơn được không anh? Được. Mà được mới lạ. Được mới lạ. Lần đàn đi, nó cạ cái bạn đau lắm bạn ơi. Để mình cho mấy bạn quay thêm cái góc ở trên cao lạc đà đó nha. Đó. Đấy, lạc đà cũng nhàn lắm các bạn ơi. Đây đi từ có anh tài xế đằng trước. Mình cứ ngồi đây trải nghiệm thôi. Là tức là lạc đà này mình chỉ có một số duy nhất đúng không anh? À, không có vô số 2, số 3, số 4 gì được hết. Karama tới cùng. Đấy, lạc đà cũng nhàn lắm các bạn ơi. Và bây giờ tụi mình sẽ review cái món là bánh tráng cái mắm ruốc nướng. Bánh tráng mắm ruốc nướng. Mình sẽ review thử là cô làm như thế nào cho bạn. Rồi cô biểu diễn cho cameraman mình. Nó quay, nó coi thử coi. Cái đó là mắm ruốc đúng không cô? Đây là mắm ruốc. Mình cho một chút tương, ớt. Mắm ruốc hay là mắm ruốc? Mắm ruốc. À, tưởng là nó tên khác. Không. Rồi là bỏ mắm ruốc vào. Cái mình sẽ nướng. Mình thấy là có nhiều topping đó là mình có bỏ thêm hành đậu trứng vô nữa. Có chứ. Cho hành mỡ vô. Đó là bây giờ chúng ta sẽ tét mắm ruốc lên và nướng. Sau đó bỏ hành. Trứng cút. Wow. Cũng giống bánh tráng nướng nữa. Nhưng mà này là nướng thêm ruốc. Đó, bỏ trứng luộc lên, trứng cút luộc luôn. Do nói chuyện nhiều quá nên mới đen các bạn chứ nướng là không có đen gì đâu. Đó đơn giản vậy thôi. Bên kia là có hành quả. Cho con cái thử cái bên kia đi. Để nóc không được. Ồ, ăn với lá chuối, có lá chuối không ăn vậy nè. Em khoái ăn bánh tráng nướng không? Dạ em khoái ạ. Vậy thì em hưởng thức chứ anh ít ăn giặt lắm. Dạ. Kỳ quý em. Cảm ơn mọi người nha. Bánh tráng thì rất là giòn. Để em cắn sâu hơn tí thôi em. Nó thơm mùi mắm ruốc. Nó lại nó cũng vừa ăn lắm. Nó có ăn thử không ạ? Mặn mặn còn ngọt hay sao không? Dạ nó vừa ăn anh ạ. Mà nó thơm mùi mắm ruốc. Ừ, mắm ruốc thì nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt và có cay cay nữa nha các bạn. Có cả tôm khô nữa. Ừ, good. Và ở đây là mình đã có là 150 cá đã được nướng sẵn để một mâm như vậy nha bạn. Và vòng chung kết này sẽ là đội ăn mai và đội trọng thiêu. Mỗi đội sẽ có
5 chai nước, lấy 5 chai nước vô. 2, 4, 5, đúng rồi 5, mỗi đứa. Ơi ơi cái đó nằm á, nằm á. Không lộn. Đúng rồi, không sao, quẹo tay, quẹo tay. Và phía sau chúng ta sẽ có một cái bảng điểm với bạn. Ví dụ như đội ăn mai, bé Mai ăn được một cái là lên cho anh số 1. Đúng rồi, bên đội chống hiêu ăn được cái lên số 1. Rồi ăn thêm cái nữa. Chống hiêu ăn cái nữa, chống hiêu cái nữa. Đó số 2, đó vậy cứ vậy các bạn. Và thời gian trong vòng 1 tiếng, tỷ số đội nào có số lớn hơn thì đội đó thắng giải thưởng 20 triệu. Đội còn lại thắng được một chồng bánh tráng. Đơn giản vậy thôi, ok. Và hai đội là mấy bạn thấy là bên đội của chống hiêu là có 2 ngôi sao may mắn, bên đội của ăn mai có 3 ngôi sao may mắn. Một ngôi sao may mắn tượng trưng với lại 5 cánh, có nghĩa là có 5 phút để cho huấn luyện viên ăn ké. Bên đây có 2 ngôi sao là có 10 cánh, là có 10 phút để ăn ké. Còn bên đội bên đây được 15 phút để ăn ké. Rồi rồi rồi, rồi ngã thấy vặn vặn mai tới rồi đó. Ok nha, yeah, tức là có 1 tiếng để ăn. Dạ. Và bên em có 15 phút để ăn ké. Dạ. Bên đây có 10 phút. Dạ. Ok chưa? Ok. Có muốn hỏi gì nữa không? Chuẩn bị nha. 1 2 3 bắt đầu. Ăn xong á mình phải le cái lưỡi ra cái mới tính tính tỷ số ha. Thấy thằng ơi. Đúng rồi kìa. Đúng rồi á. Anh ăn nghe rột 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 rột. 10 cái quá. Rồi bé Mai cộng 1. Hoàng cộng 1. Rồi Hào chuẩn bị nè. Chắc 30 phút nữa được cộng 1. Ừ, em đứng lo. Nó dài quá. Chứ vậy anh không nuốt. À, như mắt ngán vậy. Chắc nhắc 1 tiếng là ăn được khoảng 20 cái là quá đẹp rồi các bạn. Rồi bé Mai cộng 1. Không gớt mấy cái dụng dụng nhỏ nhỏ không sao hết. Gớt nhiều quá thì mới bị phạt thôi. À, bé Mai được 2 cái ăn, được mấy cái ăn? Được cái ăn. Rồi ngoan cộng 1. Bé Mai cộng 1 cái nữa. Ăn chín quá ta. Mới quá. Cái món này là cộng 1. Rồi, cộng 1 cho đội Hào. Wow. Được cái rồi. Gán cộng 1 cái ăn, nãy giờ em chưa cộng cái nào luôn ăn. Em gán lắm anh luôn. Cộng 1. Cộng 1. Gán cộng 1 cái ăn, em thua Hào rồi ăn ơi. Gán lên ăn. Cộng 1. Dạ. Nhát luôn, nhát luôn. Nhát hết luôn, hồn luôn. Để coi em nãy giờ mấy phút rồi nha. À được 3 phút rồi đó. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 1 chưa ăn. Đang gán. Gán gán cộng 1 đi ăn. Ăn. Ăn ơi. À, cộng 1. Trời mừng quá. Cộng 1. Cộng 1. Anh thấy em muốn khóc rồi Hào ơi. Tôi hết sức rồi. Cộng 1. Nè Hào chuẩn bị được cộng 2 đúng không? Lè lử ra. Lè lử ra. Không lè được. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 1 luôn. Sau khi ăn được 1.5 thì em cũng phát biểu gì không ăn? Em nghĩ là cái mỏ em sắp dục rồi anh ơi. Hôm nay mà cái như vợ chuyển qua hành máy nghiền nữa. Nó nghiền tất cả mọi thứ. Nghiền hết nổi hả? Dạ. Mỏi. Bên trang phải thiết thì mình thấy là nó cái vỏ nó cứng đó các bạn. Vỏ nó dày hơn bên trang của mình. Ăn hết thì ngon. Ăn đua thì mỗi răng. Bằng răng. Cộng 1 cho bé Mai. Cộng 1 cho Hoàng. Hào thấy mắt nó lộng lên muốn khóc luôn rồi bà ơi. Chết mà gì đồng đội ra đây. Muốn khóc thiệt rồi.
Rồi. Cộng 1 cho ăn. Cộng 1 cho Hoàng. Cộng 1 phép ai. Chuẩn bị cộng 1 cho Hào. Hào sắp ra, còn 2 phút nữa Hào ra nha Hào. Như vậy nhà nuốt mới tính nha. Dạ. Chứ càng hộp là không có tính á. Người ta nói nó quay cảnh Hảo lắc lắc thì nhìn tíu lắm, như gà mà mắt bù diều không lắc xuống được kìa. Chứ bù diều ăn dọc sỏi rồi. Em sắp đi cút ra rồi nè. Còn 2 phút à. Chim cút. Gán lụm cái nữa Hào. Cộng 1 Hào ngoan. Cộng 1 bye bye. Cộng 1 cho Hào. Cộng 1 bé Mai. Cộng 1 cho Hoàng. Hào ơi, nè, cho em cái tiếng cút nè. Hết giờ rồi em, đi ra luôn em, hết giờ rồi. Đủ 10 phút rồi nha, bên Hào nó xong rồi nha. Bên ăn còn 5 phút nữa. Là ăn phải hết coi sao may mắn. Ok, cộng 1 cho bé Mai. Cộng 1 cho Hoàng. Nãy giờ em ăn được mấy cái rồi ăn? 3 cái, cái này cái bán. Cái này cái thứ 3, 11 phút được 3 cái. Vậy là cũng khá là kỷ lục của em. Dạ. Lúc anh ăn hình như 11 phút anh ăn được tới 4 cái rồi nữa. Đùa thôi. Anh chưa ăn món này bao giờ luôn. Món này đặc sản của Phan Thiến. Hồi đó giờ mình ăn đặc sản bánh tráng nướng Đà Lạt thì ăn rồi. Cảm giác ăn sau khi ăn 3 cái thì là muốn ăn thêm. Bạn muốn ăn thêm. Để chiến thắng. 11 phút mới ăn, em còn 4 phút nha. Cộng 1 cho ăn. 1 bé Mai. Để cứ lè lửa không thì lướt lên. Rồi ok. Cộng 1 cho Hoàng. 1 bé Mai. Hoàng cộng 1. Bé Mai cộng 1. Em còn đúng 1 phút nữa. Ngoài sắp rồi á. Em còn 1 phút nữa ăn ơi. Cộng 1 cho Hoàng. Là cái này cái mấy à? Tốt tốt. Thứ tư hả? Ừ. 15 phút được 4 cái. Mọi người comment coi 15 phút mọi người được mấy cái bánh tráng nướng Phan Thiết. Chứ ăn là 4 cái là ăn hay nó sắp tới công chuyện rồi nè. Nó sắp 30 giây nè. Nên nói dài mấy tiếng cút nha. 20 giây nữa ăn ơi. 15 giây nữa ăn ơi. Bảy năm rồi, cộng 1 cho ăn. Ăn hết giờ, ăn hết giờ em ơi. Dạ. Em có thể về ăn nghỉ rồi đó. Cộng 1 bé Mai, cộng 1 Hoàng. Bé Mai cộng 1. Cộng 1 Hoàng. Bé Mai cộng 1. Một ngoài trước. Còn một cái mai. Còn một ngoài. Còn một cái mai.
ngọt để mà còn một quàng luôn. Đi bởi bọc trắng thì gió hổi hiu hiu, tiếng giới kêu rác rác cái kiểu bạn. Mà nhìn hai bạn ăn cái mình cảm thấy cảnh hết chiêu luôn. Wow, ăn quá là chiến. Tỷ số là phía bên kia mọi bạn ơi. Cũng khá là căng tài căng sức á. Bây giờ mình còn mấy phút trôi qua rồi. 23 phút trôi qua nha bạn. Mấy cái em? Ba cái anh ơi. Ba cái? Dạ. Yeah. Tốt. Ăn đâu ta? Mấy cái em? 4 cái. Nãy anh nghe tiếng ói từ xa là của em đúng không? Dạ đúng rồi. Sao? Đã. Đã hả? Dạ. Ói xong đã? Dạ. Nghe từ xa mà nói mà nghe luôn á. Một mai một hoàng. Chắc là mình sẽ tour luôn nha các bạn, tour luôn mình thử xem là kết quả là dọc chung kết này là ai sẽ là người chiến thắng. Mọi người cùng bình luận xem ai chiến thắng các bạn ơi, chứ tỷ số là cũng khá là ngang nhau luôn các bạn. Xanh mặt mày, tôi xanh mặt, tuyên bố xanh mặt. Rồi, còn 10 phút nữa là hết giờ nha các bạn. Và bên bé Mai á, là chỉ còn lại có chút xíu nước này với lại chút xíu nước trong kia nữa thôi. Còn bên của Hoàng Space thì được cái là còn 2 chai nước đầy. Nói chung là bé Mai uống nước nhiều hơn Hoàng các bạn. Nhưng mà tỷ số thì các bạn có thể nhìn thấy phía bên kia. Cách nhau 4 cái nha. 9 phút nữa hết giờ. Mình đang bỏ 4 cái thì mình giờ mình chậm lại cũng được, còn có 9 phút thôi. Giờ cho em chạy ra núi nha. Em chạy núi, em chạy. Đúng rồi, có đang quay, em quay đường dính lên. Rồi chạy em. Nổi rồi, nó trời rồi. Rồi lăn xuống nè, rồi lăn xuống nè chạy. Cộng 1 bé Mai. Xong rồi, nó đang rồi kìa.
cái này chiêu chiêu. Đúng rồi, còn có 8 phút thôi. Bé mày ơi, ôm lên, chiến thắng nè. Đâu có đâu. Wow, cho đối thủ một chai nước luôn. Vậy là bây giờ là mỗi bên một chai nước đều nha các bạn. Nhưng mà thời gian chỉ còn có 7 phút thôi. Tỷ số là 39-43. Liệu đội bóng nào sẽ chiến thắng đây? Năm phút nữa hết giờ các bạn ơi. Thật sự thì mình nghĩ là 5 phút hoàng không phải ăn bún được 4 cái đâu em. Chắc là xong rồi em ơi. Tỷ số cách nhau 4 cái. Cộng 1 bé Mai. Là sao em thắng chắc rồi, nhưng mà còn có 3 phút mà 3 phút mấy em cũng không có được cái đâu. À, phát biểu cảm nghĩ được không em? Dạ em tê lưỡi với lại rất là mỏi cái hàm của em. Cái bánh tét này nó dài đúng không? Dạ nó dài mà nó cũng khá là cứng tại vì nó dày ha. Ừ, cái này nó khá là dày. Mà cảm giác bây giờ là mỏi miệng, tê hàm. Dạ, với lại có phần đau đau họng một chút nữa tại vì nó đâm vô họng em. Bánh nó cứng. Mỗi chuyện chịu giá. Mà hơi trả giá thôi. Ăn nhanh quá. Một tiếng đồng hồ ăn được 44 cái và với Mai nói là 4 cái, nếu như ngoạn ăn hiên cái thì mới ăn heo, còn ngoạn bây giờ hiện tại là đang chận lại nên với Mai không ăn nữa nha các bạn. Chứ không là được chắc cũng được cái nữa, 45 á. Ngoạn 40, em có phát biểu gì nữa không em? Có phát biểu gì không? Đau họng ăn. Đau họng. Chắc là hai bạn đã dừng ăn rồi bạn ơi. Và thời gian chỉ còn có 3 phút rồi chắc là thôi. Out luôn nha các bạn. Rồi, một tiếng đồng hồ. Tỷ số là 44 và 40. Vỗ tay mọi người ơi. Quá hay luôn em. Rồi cảm ơn cô luôn. Cô làm này là sao á cô? Làm cái này tặng cho em luôn. Cái hổng lồn vậy hả? Có loại bự gì được luôn hả? Có chứ. Là dán tét mắm guốc đồ lên. Wow. Rồi vậy là chúng ta đã có kết quả của cái giải thưởng hôm nay. 20 củ đã hụt về đội Ăn Mai. Phát biểu gì không ăn? Em cảm thấy là em phới phải. Đây. Dạ, em cảm thấy là rất hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh Ân. Cảm ơn anh Ân đã đồng hành em trong suốt những ngày qua. Cảm ơn anh Long Vlog và ekip đã tạo ra một cái trò chơi cho em có cơ hội trải nghiệm. Cảm ơn anh Linh Mọc Food đã, dù không có mặt ở đây nhưng mà đã theo dõi, đồng hành em trong suốt hành trình ở Phan Thiết. Cảm ơn ba mẹ đã ở nhà động viên, cổ vũ cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, cảm ơn em luôn. Rồi Hào dù là nói nhiều nhưng mà anh cho em nói một câu ít thôi. Nói chung là em cũng rất là vui. Hả? Đùa thôi. Em cũng rất là vui với anh và nói chung là Hoàng nó cũng chiến thắng trong lòng em. Đúng rồi, ăn vậy là khá là chiến luôn. Và mình sẽ thể hiện được khả năng của mình là ăn khá là nhanh luôn. Trong game này là ăn, em thấy anh thấy em ăn khá là nhanh luôn. Cái gì em cũng nhanh nhưng mà tại do cái này nó mỏi miệng quá. Chứ mới vô là em dẫn đầu như 2 cái luôn. Hút sau bị mỏi miệng cái bị mới ăn lại, ăn yếu lại. Có thấy em cũng hay ít nói, biết có phát biểu được gì ta. Dạ, thì đầu tiên em cũng cảm ơn anh Hào cũng đồng hành em trong suốt hành trình. Cũng như ekip mọi người cũng đã làm nhiệt tình của tạo ra những sân chơi cho tụi em tham gia. Cũng cảm ơn anh Linh Mập Food, kênh Mập Food cũng đã theo dõi chúng em. Cuối cùng thì cũng cảm ơn mọi người đã coi vũ nhiệt tình em trong quá trình ăn. Em tên là gì? Em tên là Hoàng Tốc Độ. Thank you.
Ok, nói chung là mình kết thúc tập 3 tới đây nha các bạn. Tập 3 này là ăn sạp phát hiếc series đi tìm khả năng Việt Nam nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích cái series thì các bạn nhắn like, mạnh tay đăng ký kênh, đặc biệt là nhắn theo dõi được các kiểu ra đéo để tập 4 ra nhanh hơn nha các bạn. Và tập 4 là tụi mình sẽ cố gắng là mấy đứa cố gắng mời những bạn ăn khỏe lên cái cho ngầu ha. Giống tập này khá là mãn nhãn luôn các bạn. Bé Mai với lại các bạn tốc độ ăn chắc là chiên rất là nhanh luôn nha. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều nha.